cả các chị em thành viên của Myra One. Lâu quá chúng ta không nghe tiếng sàn ha. Bây giờ mình sẽ nghe lại tiếng sàn xíu. Phải nghe tiếng này nó mới máu các anh chị. Nghe những cái đoạn nhạc của Rao ha. Nhạc Rao làm hay lắm các anh. Chúng ta nghe đi nghe lại. Trong vòng 4 phút nữa chúng ta bắt đầu chia sẻ. Hân hạnh mời các anh chị em tập trung lắng nghe một cái đoạn video clip dài 2 phút 34 giây. Đoạn video clip này Vũ nghe từ 2005, có nghĩa là Vũ nghe cái đoạn clip này 15 năm rồi các anh chị. 15 năm từ 2005 tới bây giờ. Và bây giờ mỗi lần mà có một cái khoảng thời gian thì nghe đi nghe lại các anh chị. Các anh chị em hình dung ý ha. Bởi vì cái đoạn video clip này nó hội đủ được rất là nhiều yếu tố để cho các anh chị em thấy rằng là chúng ta đang đón nhận một cái gì đó rất là lớn lao. Và nếu chúng ta toàn tâm toàn ý học hỏi, tìm hiểu và trải nghiệm ha, gọi là hành động xong chúng ta trải nghiệm nó, rồi xong bắt đầu chúng ta sẽ thưởng thức những cái thành quả mang đến, thì các anh chị em sẽ thấy nó rất là thú vị. Xin mời các anh chị em lại tiếp tục nghe một cái đoạn video clip thường xuyên mà Vũ hay mở cho các anh chị em nghe ha. Stay focused. Những gì bạn quan tâm hôm nay có thể là chiếc chìa khóa thành công cho những điều mà bạn mong đợi từ bấy lâu nay.
Những điều này sẽ trở thành những phương tiện phục vụ cho mục đích của bạn để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Mỗi thời kỳ sẽ có sự kiện lớn ra đời. Thập kỷ 70, công nghệ đi ba ra đời. Thập kỷ 80, công nghệ video ra đời. Thập kỷ 90, máy vi tính ra đời và kèm theo đó là sự ra đời của Internet. Bạn có thể thất bại nếu không biết cách thích nghi với xu hướng của thời đại. Và không phải lúc nào bạn cũng có được những sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng đó chỉ là quá khứ và bạn nên nhìn về một tương lai tươi sáng hơn. Bởi vì trong mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhà tỷ phú và chúng ta phải tìm hiểu xem họ đã trở thành tỷ phú bằng cách nào. Trong những sách tuyệt vời của mình, Bonchan Fischer đã nói rằng, trước năm 2010, hàng năm doanh số của nền kinh tế Mỹ sẽ tăng lên 1 tỷ đô la nhờ vào những cơ hội mà những cơ hội này sẽ dạy cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, những phương thức phân phối hàng hóa hữu hiệu hơn. Và tất cả những điều này được gọi là kinh doanh với tốc độ tư duy cao. Những cơ hội kinh doanh này cho con người biết thêm về những sản phẩm mới, dịch vụ cũng như những phương thức phân phối hàng hóa tốt nhất. Và điều quan trọng là bạn có thể tạo ra một cơ hội kinh doanh cho riêng bản thân nhờ vào những điều kiện thuận lợi ngay chính tại nhà của mình. Một công việc mà chúng ta có thể làm để tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi mà không cần phải đầu tư quá nhiều vốn, cũng như không phải nhức đầu với công việc quản lý nhân sự của mình. Một công việc hấp dẫn mà có thể giúp bạn kiếm được từ 100 đô la đến 5.000 đô la mỗi ngày hoặc nhiều hơn nữa. Là một công việc dành cho thời gian dư thừa và bạn hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách đầy thuận lợi. Đã đến lúc chúng ta phải nắm bắt cơ hội. Chúng tôi chắc rằng các bạn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Trong phần trình bày tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp cho bạn nhận ra những khát khao để bạn đến với cơ hội kinh doanh này. Một phương tiện mà qua đó, bạn sẽ hiểu thêm làm thế nào để bắt tay thực hiện công việc kinh doanh tuyệt vời này. Và trong chỉ một thời gian ngắn, bạn sẽ có thể phát triển công việc của mình trên phạm vi toàn cầu. Đừng bỏ qua cơ hội giúp bạn có được một tương lai hoàn toàn tươi sáng. Chào mừng các bạn đến với ngành kinh doanh tiếp thị hỗ trợ đồng đội. Có một ngành kinh doanh tiếp thị hỗ trợ đồng đội. Hôm nay chúng ta có một cái đoạn video clip mới rất là hay các anh chị. Đây là đoạn video clip trailer của cái sự kiện Invent vào ngày 4 tháng 7 sắp tới các anh chị. Bản nhạc này rất là hấp dẫn các anh chị. Dòng nhạc mới của Rao các anh chị. Hấp dẫn ha các anh chị ha. Anh chị em nghe lại lần nữa ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình livestream vào tối ngày hôm nay. Xin chào tất cả các anh chị em thành viên của My Rao One. Lời đầu tiên cho Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em đang có mặt trong chương trình livestream vào buổi tối ngày hôm nay, cũng như là nhiều anh chị em sẽ nghe lại đoạn video clip này thông qua YouTube hoặc là ở đâu đó trên Internet. Thì chúc tất cả các anh chị em có được nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn cùng với Rao One. Và chúc tất cả các anh chị em sớm gặt hái được nhiều thành công cùng với hệ thống My Rao One. Ok ha. Hôm nay Vũ sẽ chia sẻ nhiều góc nhìn mới cũng như là quan điểm của Vũ để cho các anh chị em nắm hơn ha, về cơ hội của Rao. Và những cái mà chúng ta đang đã và thấy đã và đang thấy
nhiều cái diễn biến nó đang diễn ra, và có rất là nhiều anh chị em đang háo hức rồi thất vọng, rồi nhiều anh chị em là đang bình thường, đang yên, đang lành, cái tự dưng cái sau một ngày một cái bắt đầu là chửi rồi xong bắt đầu hù dọa, rồi đòi tùm lum, đòi giết, đòi đánh, đòi cắt gân, đòi ta nói đòi đủ thứ kiểu các anh chị. Ô, các anh chị phải nhớ nè, Brow vẫn còn đó, mọi thứ vẫn còn đó, được chưa? Ok ha, tất cả mọi thứ nó vẫn còn đó, nhưng mà lời của các anh chị em đã đưa ra trước rồi, comment của các anh chị em đã đưa ra trước rồi. Thực ra có rất là nhiều người sẽ không nghe được cái live stream này là bởi vì đã bị lốc hay là bị gì đó rồi, nhưng hy vọng rằng là thông qua cộng đồng của My Rau Quanh sẽ lan tỏa những cái điều mà chúng ta nghe, điều mà hôm nay Vũ sẽ chia sẻ để cho các anh chị em thấy được nhiều cái hay của Rau và nhiều cái dở của chúng ta, nhiều cái cực kỳ dở của chúng ta, nhiều cái dở của nhiều anh chị em và nhiều cái dở của nói chung là rất là nhiều người các anh chị, rất là nhiều người, những có rất là nhiều anh chị em rất là hay, rất là tuyệt vời, nhưng có rất là nhiều người ta nói rằng là sự thực mà nói rằng là tại sao nhiều người vẫn còn thất bại, nhiều người vẫn không thành công, và tại sao nhiều người chúng ta cộng đồng của chúng ta vẫn còn nghèo. Cộng đồng là mình nói phải nói tới là người dân đó, nói với góc nhìn đó, người dân trên lãnh thổ Việt Nam mình hay là một số nơi khác, thì tại sao vẫn còn rất là nhiều người thông qua một cái ngày thôi, gọi là đêm giao thừa thôi, đã thể hiện những cái điều mà ta nói rằng là không thể tưởng tượng được các anh chị. Ok ha, bây giờ Vũ sẽ chia sẻ các anh chị em về một cái chủ đề đầu tiên. Chúng ta sẽ không tập trung vô chủ đề tiêu cực trước, mà chúng ta sẽ chia sẻ một cái chủ đề tiêu cực đối với những người không hiểu và tích cực với những người hiểu. Trong một cái khoảng thời gian vừa qua, các anh chị em thấy rằng là có rất là nhiều người show ra, nào là Round One nằm trên top Alexa, nhưng mà nằm trong cái trang của Business for Home. Cái là bắt đầu là từ lúc đầu thì Rao ở nằm thứ 5, thứ 6, xong bắt đầu tăng lên nằm thứ 2. Có nhiều người đi chia sẻ cái đó lắm, rất là nhiều người luôn. Gần như Vũ chưa từng chia sẻ sự thực, Vũ chưa từng chia sẻ cái việc này. Nếu mà các anh chị em xem lại thì Vũ chưa từng chia sẻ cái việc này. Với cá nhân của Vũ chưa từng chia sẻ. Nhưng mà rất là nhiều người chia sẻ. Thực ra chia sẻ cũng là tốt, tại vì thực tế rằng là cái trang Business for Home ấy, nó tổng hợp thôi. Các anh chị em vô, nó chẳng qua là nó lập trình để nó tổng hợp lại danh sách thôi. Còn nếu ví dụ giống như bình thường, các anh chị em vẫn có thể truy cập vào Alexa.com, thì các anh chị em đánh cái chữ Round1.com vô, thì các anh chị em có thể rằng so sánh cái website lượng truy cập của Round1 so với những cái công ty khác vẫn được. Còn cái trang Business for Home chỉ là một cái trang để gọi là gì, tổng hợp lại các cái công ty, rồi xong bắt đầu nó thiết kế theo cái mô hình gọi là tăng thứ hạng. Cái nào mà tăng thứ hạng nhiều thì lên top thôi. Thì có một sự thật là Round1 đã lên top đã lên top các anh chị. Trong số hàng triệu website trên thế giới thì hiện nay website Round1.com đang đạt thứ hạng khoảng 4.000 4.000 website có lượng truy cập nhiều nhất trên toàn cầu các anh chị. Các anh chị em hiểu cái chỗ này ha. Trên thế giới có hàng triệu website, hàng triệu website, và hiện nay Round1 đang top thứ 4.000 website có lượng truy cập nhiều nhất toàn cầu. Ok. Và Vũ xin thưa các anh chị em như thế này, Vũ làm trong lĩnh vực về Internet có thể gọi rằng là một cái khoảng thời gian rất là lâu, rất là lâu, hơn 13 năm, hơn 13 năm trên nền tảng Internet. Thì từ xưa giờ thì góc nhìn của Vũ thực ra là khi không phải là Vũ đến với Rau rồi Vũ mới nói, nhưng mà từ nhiều năm trước, 5-10 năm trước, 6-7 năm nay thì cũng vẫn hay nói. Đó là gì? Cái trang Business for Home, nó gây hậu họa rất là nhiều các anh chị. Với góc nhìn của Vũ, cái trang Business for Home là cái trang gây hậu họa nhiều nhất.
Bởi tại sao vậy? Bởi vì á, cái trang đó đó, nó giống như cái trang gọi là tổng hợp thôi. Nó có những cái tin tức, hoặc là ví dụ giống như là nó copy được những bài viết này, bài viết kia, hoặc là nó để cho các thành viên viết những cái bài viết lên, xong bắt đầu thì là lên top. Thì tất cả những người làm network, gọi là những người làm kinh doanh network, hay còn gọi là làm kinh doanh theo mạng, hay còn gọi là kinh doanh đa cấp, thì sao? Thì cứ đinh ninh á, đinh ninh là cái trang đó là một tổ chức rất là lớn, một cái tổ chức MOM đánh giá tất cả mọi thứ. Các anh chị hình dung ạ. Thì hầu như là trong vòng khoảng tầm, Vũ biết đó, thì trong khoảng tầm hơn chục năm nay thì Vũ thấy cái trang đó nó gây hậu họa nhiều hơn. Lý do tại sao vậy? Tại vì các anh chị em phải hình dung là cái trang Business for Home ấy, nó giống như tờ báo thôi, nó giống như một cái blog thôi. Chẳng qua nó thiết kế lên rồi nó lấy tin đưa vô, rồi nó đưa thông tin đầy đủ các cái danh, các cái công ty đó ạ. Và các anh chị em biết rằng là khi mà cái lượng truy cập đủ lớn, cái niềm tin đủ lớn vô trong đó, thì sao? Con người ta, nó đôi lúc nó cũng có một cái điều gì đó hơi bị sai lệch một xíu. Là bởi tại sao vậy? Bởi vì các anh chị em biết rằng là họ tạo ra, cái người mà tạo ra cái trang Business for Home á, họ cũng phải kiếm sống. Khi họ tạo ra một cái trang web đó, họ làm như thế, họ cung cấp các thông tin, và rất là nhiều người, ta nói là hàng triệu người trên thế giới đọc nó, đúng không ạ? Thì các anh chị em hình dung như thế này, cái trang đó họ cũng phải kiếm sống, cái người tạo ra đó họ cũng phải kiếm sống. Nên sao ạ? Nên á, rằng á, là khi mà rao á, nó lớn mạnh, thì sao ạ? Thì nó lên top, đúng không ạ? Thì các anh chị em biết rằng là khi mà lên top á, thì không phải ai tự dưng cũng muốn cho nó xuất hiện trên đó thường xuyên, rồi cũng phải kiếm tiền chứ, đúng không ạ? Thì các anh chị em biết một điều rằng là khi browse lên top á, thì cái trang đó họ cần tiền, họ liên hệ, họ cần tiền, và công ty browse không có chi, và khi mà không chi á, thì họ dùng rất là nhiều điều, nhiều bài viết, và họ tắt cái rau quanh nằm trên đó. Ok ha, các anh chị vô ạ. Và Vũ muốn nói các anh chị em, cái trang nó gây hậu họa nhiều là bởi tại sao vậy? Bởi vì cái trang đó đó, từ xưa tới nay á, cái anh nào mà có nhiều tiền á, bỏ vô quảng cáo á, là nằm trên top không ạ? Các anh chị em có thấy rất là nhiều cái sân sàn mà nó sụp rồi, và nó chết rồi, nó gây hậu họa ra hàng triệu đô, hàng tỷ đô từ trước tới nay. Lúc nào nó cũng nằm trên top của sao? Top mấy cái trang Business for Home. Các anh chị em không tin, các anh chị em sẽ thấy được. Các anh chị em hiểu ý chỗ nào? Các anh chị em có thấy là ngày xưa OneCoin á, xuất hiện nằm trên top, lúc nào cũng nằm trên top Business for Home. Hoặc ngày xưa có nhiều công ty lắm, chứ không phải là một công ty OneCoin đâu. Không phải một công ty đó đâu, nhiều lắm. Các anh chị vô ạ. Nên á, là các anh chị vô về nè. Nó giống như ở Việt Nam có rất là nhiều bạn, họ tạo ra một cái lúc, họ viết đủ thể loại ha, họ viết công ty này công ty kia, họ copy bài này họ viết qua, hoặc là họ lấy bài nước ngoài họ ngồi họ dịch, dịch Google dịch mà gì, các anh chị dễ lắm, post vô xong á lên top, đúng không? Nhiều người bắt đầu vô xem là lừa đảo này lừa đảo kia, giống như lần trước Vũ đã chia sẻ rồi đó. Nên các anh chị em phải hình dung, và Vũ xin thưa các anh chị em luôn á, cái người chủ của trang Business for Home á, không ai khác, đó là một người Việt Nam sống ở Mỹ các anh chị. Tên anh ta là Ted Nguyễn. Đây là thông tin của cái người chủ sáng lập ra cái trang Business for Home, cái blog Business for Home. Các anh chị em hiểu ý chỗ này ha. Vũ biết cái trang lâu lắm rồi, nhưng bây giờ Vũ phát hiện ra là nó là một trang của người Việt các anh chị. Người Việt này sống ở Florida, ở Mỹ. Các anh chị vô ạ. Với hai người tạo ra cái website này, Ted Nguyễn với một người là Dini. Thì đây là cái mà Vũ hỏi, tại sao công ty tự dưng cái rau quanh nằm trên đó. Thì bên có mấy leader ở quốc tế, họ nói rằng là họ không thích rau, là bởi vì rau không có trả tiền quảng cáo cho cái trang Business for Home đó, nên đó là họ tắt và họ viết nhiều bài. Các anh chị em hiểu ý chỗ nào? Có rất là nhiều cái trang mà giống như là tiền trang tạp chí này tạp chí kia, mấy cái lúc ở Việt Nam mình cái chị dễ lắm các anh chị,
ba cái viết cái đó dẹt à, 1 phút 30 giây mà cũng tạo ra được những cái trang đó các anh chị, chả gì ghê gớm cả, các anh chị hình dung không? Và họ thích viết ai viết à, nó giống như cái kiểu mà gì, họ viết họ copy họ đưa vô, bắt đầu sau họ đổi nội dung đi, họ chỉnh sửa đi để làm gì lên top Google cho nhanh, rồi xong có cái công ty nào đó mà nó nổi trội xong bắt đầu viết những cái bài chẳng hạn giống như là rao quanh lừa đảo hay công ty này lừa đảo công ty kia lừa đảo, thì sao bắt đầu nhiều người vô đọc à, cộng đồng nhiều người vô đọc, thì xong bắt đầu là gì, mày muốn gỡ cái bài ấy xuống thì mày phải trả tiền, hoặc là nhiều người vô đọc thì sao, sẽ xuất hiện lên quảng cáo của Google thì sao người ta kiếm được tiền. Các anh chị em hình dung biết, ngay cả những tờ báo lớn các anh chị em còn thấy mà, đúng không? Các anh chị em phải duy trì chứ, họ cũng kiếm sống mà. Nên sao? Nên là đôi lúc có những người họ làm nó không đúng bản chất của cái người đưa thông tin, của cái người tạo ra cái hệ thống đó. Ok, đó là cái vấn đề đầu tiên Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em hiểu được rằng cái trang Business for Home nó không có ý nghĩa gì nhiều hết á. Chẳng qua là gì? Chẳng qua là viết rồi xong bắt đầu là ad vô thôi, ad mấy cái trang vô đánh giá thôi. Nó giống như cái trang mà coi mắc kịch cáp đó các anh chị. Đúng không ạ? Ad các cái đồng coi vô thôi. Thì nhiều người vô có thông tin đó chứ nó có khỉ gì đâu. Các chị em hình dung dễ ad à, đâu có gì khó. Rồi những cái trang này trang kia tạo thì nó hút người vô coi. Rồi bây giờ hút người vô coi thì bạn muốn quảng cáo thì tôi cho bạn quảng cáo lên. Không tin các chị em thấy đi. Ngay những ai mà chơi đồng coi hay là chơi token cũng vậy. Ngày xưa các cái trang như coi market cap các anh chị em thấy không? Ta nói hàng triệu người trên thế giới vô trang coi market cap để coi. Đúng không? Coi thông tin của các coi nè, các cái thông tin của các cái đồng token nè. Rồi xuất hiện quảng cáo ICO đó thì các anh chị em có thấy không? Phần lớn các cái sân mà sập cái phần sân mà mất tiền đó toàn là quảng cáo nằm trên đó không chứ đâu. Các anh chị em hiểu ý ha. Nên á, ở đây Vũ muốn chia sẻ các anh chị em rằng là gì? Một công ty khi nó phát triển lớn thì có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. Và nhiều người họ muốn kiếm tiền từ đó các anh chị. Nó cũng giống như là các anh chị em khi mở doanh nghiệp hay là mở một cái cửa hàng hay một cái gì đó. Lâu lâu có người gọi, em ở bên báo này, em ở bên báo kia, sao anh có muốn công ty anh phát triển thêm không? Để em viết bài tốt cho anh hay là khi này cái kia. Cái chuyện đó nhiều lắm các anh chị, cái chuyện đó xảy ra thường xuyên rồi, đúng không? Cái đó các anh chị em cần phải chú ý. Tại sao một cái doanh nghiệp nó mới một số công ty nó mới vừa mở ra có vài tháng, 2 tháng, thôi ta nói viết báo, ta nói đầy luôn, dễ lắm các anh chị, cực kỳ dễ luôn các anh chị em chưa? Nói rằng là gì, thực ra Vũ cũng có những người bạn khi mỗi lần mà họ mở công ty ra một cái, họ đứng đầu của một cái dự án gì đó, đảm bảo thôi, sau 1 tháng thôi cái công ty đó nó xuất hiện đầy trên các cái tờ báo. Nó không phải là tờ báo quá lớn nhưng mà là những cái tờ báo vừa vừa thôi, những cái trang web vừa vừa thôi, những cái gọi tạp chí nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà sao, nhưng mà khi mà chi ra khoảng tầm 10 cái tạp chí như thế, hoặc là 10 cái tờ báo nhỏ nhỏ đó, hoặc những cái lúc thì sao, thì đó, thông tin nó phủ kín Google rồi, đúng không ạ? Hàng loạt cái thông tin tốt đẹp nằm hết, che hết trên Google rồi. Thì khi mà các anh chị em đi tìm về cái công ty đó thì toàn những thông tin tốt đẹp thôi, nằm trên top Google hết rồi. Nhưng đối với rao quanh thì sao? Vũ không dùng cách đó. Từ ban đầu khi Vũ chụp ra, Vũ nói thật, Vũ còn tạo ra nội dung nữa. Vũ còn chỉ cho mọi người tạo ra nội dung nữa. Cứ ghi rao quanh lừa đảo đi, cũng chả sao cả. Cây ngay không sợ chết đứng. Các anh chị em hiểu ý không? Tại vì con người ta thích đi tìm những cái thứ đó. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần thấy. Vũ khi xây dựng rao quanh, Vũ chia sẻ rao quanh, Vũ hướng tới câu chuyện là gì? Phải có một cái góc nhìn, phải thấy được cái hay của nó. Sự thật rằng những anh chị em nào mà nghe live stream của Vũ từ đâu mua, từ ngay đầu khi Vũ làm rao tới giờ, mà thường xuyên nghe đi nghe lại, thì người đó sẽ hiểu được hơn nhiều về rao, hiểu nhiều hơn về cuộc sống, hiểu nhiều hơn về các cái cách để mà phát triển, nhiều hơn thông tin về rao, những cái chiến lược và những cái góc nhìn mới hoàn toàn. Mà đảm bảo các anh chị em sẽ không tìm thấy ở nơi đâu trên thế giới có người chỉ cho các anh chị. Sự thật, Vũ nói thiệt. Các anh chị em hình dung ý. Tại vì sao vậy? Tại vì Vũ muốn nói với các anh chị em rằng là gì? Vũ đã trải qua rất là nhiều thứ các anh chị. Vũ ở 30 nước rồi các anh chị. Vũ ở 30 nước rồi. Là một. Cái thứ hai á,
khắp cái nước Việt Nam này Vũ ở nhiều lắm nè. Tỉnh nào Vũ cũng ở vài ba lần nè. Có những tỉnh Vũ ở mấy chục lần nè. Vũ đi từ năm 18, 19 tuổi là Vũ đã đi ngang dọc rồi, khắp cả nước Việt Nam này rồi. Và trong mười mấy năm qua Vũ ở biết bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Và nhiều quốc gia Vũ đi, ta nói xuyên rừng, xuyên này kia hết đi. Ta nói cuộc đời mười mấy năm trời, gần 20 năm trời chỉ có đi và đi thôi, đi trải nghiệm cuộc sống thôi. Chuyện mà kiếm 1 triệu đô, vài triệu đô cũng đã từng luôn, hay 50 triệu đô cũng đã từng rồi các anh chị. Các anh chị cho. Và từng nằm gầm cầu thì cũng đã từng luôn, nằm ở công viên hay là lề đường hay tất cả những cái lĩnh vực gì, nghề gì, nghiệp gì cũng đã từng trải qua các anh chị. Nên á, ở đây á, khi các anh chị em đi ra nhiều á, các anh chị em đi nhiều, các anh chị em sẽ thấy có rất là nhiều thứ chúng ta cần phải thay đổi. Các anh chị em hiểu không ạ? Vũ ra nước ngoài á, từ năm 2005, cuối năm 2005 Vũ đi Hồng Kông mà các anh chị. Khi Vũ đến đó, chương trình đi á, là đi lúc đó Vũ đi có 2 người thôi. 6 ngày 5 đêm. Mới đêm có 3, đêm thứ 2, đêm thứ 3 là đã khóc muốn về rồi các anh chị. Về để mà làm sao cho cái đất nước này nó đẹp hơn, tốt hơn. Nên luôn luôn suy nghĩ rất là nhiều thứ. Từ xưa giờ Vũ luôn luôn tìm mọi thứ nào tốt nhất có thể để cho nhiều người đạt được kết quả tốt nhất. Không phải bỏ ra nhiều tiền. Nhưng sao? Nhưng với cái số tiền cực kỳ ít thì sao vẫn có thể rằng là gì? Dùng những cái kiến thức, những cái kỹ năng. Nhưng dùng những cái gọi rằng là gì? Trải nghiệm và kiên nhẫn làm việc. Phải nỗ lực thì sao? Thì sẽ gặt hái được rất là nhiều thứ. Các anh chị em hình dung ý ha. Nên Vũ muốn chia sẻ các anh chị rằng là gì? Đến nỗi các anh chị trong 2 năm Vũ ở 8 lần ở Dubai các anh chị. Dubai mà ở 8 lần. Thì các anh chị em biết trong 2 năm mà ở 8 lần ở Dubai, mỗi lần ở cả tháng. Cái đất nước Ấn Độ là Vũ đi, ta nói là từ Mumbai mà cho tới biên, tới từ Mumbai ở phía dưới này của bản đồ Ấn Độ ấy nha. À, mà Vũ đi lên, đi đường tàu điện, đi đâu, đi xe lửa. Mà lên tới New Delhi đi tới biên giới, tới biên giới Nepal luôn. Đi xuyên rừng như thế và đi trải nghiệm biết bao nhiêu thứ. Bản đồ nửa cái trái đất này đi hết rồi các anh chị. Nên nói rằng là gì? Đi giao lưu, đã học hỏi, thấy rất là nhiều thứ. Mà không phải bây giờ đâu các anh chị. Cuộc đời nhiều người phải đi kiếm cơm, kiếm sống, kiếm ăn. Cuộc đời Vũ là Vũ vẫn kiếm, như Vũ kiếm trên internet. Và Vũ tìm nhiều thứ, những cái cách hay nhất có thể để giúp cho nhiều người thành công. Nói sự thật luôn, Vũ nói cho các anh chị em biết luôn. Xin phép các anh chị. À, tại có người gõ. Các anh chị phải hình dung này nè. Thực ra mấy ngày hôm nay Vũ buồn cực kỳ lắm. Không phải vì buồn mà cái chuyện mà chia cổ tức ít hay là cái này nhiều người nói này nói kia, không phải. Vũ buồn là biết, các anh chị biết điều gì mà buồn không? Bởi vì Vũ đã giúp cho rất là nhiều người, họ bỏ có 99 đồng mà họ gặp Vũ có 2-3 ngày à. Mà bây giờ họ lên director, lên resident, 1 sao, 2 sao, gần 3 sao rồi. Thu nhập, ta nói trong vòng 6 tháng mà mười mấy tỷ. Mà Vũ liên lạc không được. Nhiều người như thế. Các anh chị em hiểu không? Hình dung ý không ạ? Đó là vấn đề các anh chị. Vũ không phải buồn là vì cái việc này, việc kia đâu. Mà hơi dạo này Vũ hơi buồn xíu. Là bởi vì có quá nhiều người mình chia sẻ, mình hướng dẫn, mình hỗ trợ hệ thống tùm lum. Họ gặp Vũ đúng có 1 lần thôi hoặc 2 lần thôi. Ngày đầu tiên họ gặp Vũ, họ đi theo 2-3 người, cái thấy đăng ký 2-3 người hai bên, cái từ đó mất tích, lên cấp này cấp kia, kiếm hàng vài tỷ, 50 tỷ, mười mấy tỷ trong vòng thời gian 5-6 tháng. Mà lúc đó tham gia có đúng có 99 euro các anh chị. Mà bây giờ Vũ liên lạc không được. Để làm gì ạ? Để cùng hợp lực với nhau, để xây dựng Mai Ra Oanh cho nó lớn hơn, xây dựng công cụ, xây dựng chiến lược, xây dựng nhiều thứ. Và quan trọng hơn rằng là gì? Lấy người mẫu, lấy hình mẫu thành công của một cái người mà 99 đồng có thể trong thời gian rất là ngắn có thể đạt được con số rất là thành công. Để làm gì? Để mời họ tới chương trình để chia sẻ cảm nhận của họ mà liên lạc không được.
mà hỏi mua cốt thì xuất hiện. Có nhiều người như vậy, chứ không phải là nghĩ gì đâu các anh chị. Nên ở đây Vũ muốn chia sẻ các anh chị rằng là không phải rằng là đôi lúc các anh chị phải nhớ này, nhiều khi mình làm mình cực kỳ khó khăn, mình không kiếm được ra tiền. Không phải. Có nhiều người á, có nghĩa là còn hơn chúng số các anh chị. Bởi vì chúng số các anh chị em á, phải nhớ này, chúng 1 tỷ, 2 tỷ các anh chị em xài hết. Nhưng mà chúng số trong rau á, chỉ khi nào rau sập thì cái người đó mới hết tiền thôi. Các anh chị em phải hiểu cho đó. Các anh chị nhớ, các anh chị em có trúng số 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ thì trúng xong xài hoặc mua một cái gì đó là hết. Nhưng mà trúng rau là gì? Tham gia rau 99 đồng giới thiệu hai người. Đúng không? Rồi ngủ, hệ thống mai rau quanh giúp và thành công. Một tuần 20.000 mà tích. Có phải rằng là gì? Khi nào mà rau sụp thì người đó mới hết tiền thôi. Còn không sụp thì sao ạ? Thì cứ một tuần 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, cứ như thế. Mà họ không bao giờ xuất hiện, họ không liên hệ, không được. Các anh chị em buồn không? Mình khao khát tạo ra một người thành công. Để làm gì ạ? À? Để ít dù nhiều khi mà có chương trình này, chương trình kia, anh ơi, giúp em xíu, đóng góp một xíu để chúng ta làm cho nó tốt hơn. Liên lạc không được. Được chưa? Được không? Các anh chị em chưa? Anh ơi, hôm nay có chương trình to lắm, anh xuất hiện giùm em cái, em lấy hình mẫu anh cái là anh tham gia rau. Đúng có ngày đầu tiên em gặp anh, em trình bày anh cái anh bỏ tham gia 2.6 triệu. Hôm đó hai người bạn đi cùng, ba người bạn đi cùng, cái anh có hai người hai bên, bây giờ anh kiếm 10 mấy tỷ trong vòng 6 tháng. Anh chia sẻ giùm em cái, kiếm không ra luôn các anh chị. Hỏi các anh chị em buồn không? Buồn chứ, đúng không? Đâu có phải là vì chia cái này chia kia, tí Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị. Nỗi buồn rất là nhiều các anh chị. Ngày xưa Vũ đã từng phạm phải rồi. Ngày xưa Vũ tự đã từng phạm phải. Năm 2010 Vũ đã từng phạm phải với một công ty. Bây giờ công ty đó vẫn còn tồn tại và sản phẩm Vũ vẫn còn làm với công ty đó. Và sắp tuần sau Vũ vẫn kiếm được tiền từ những công ty đó. Có nghĩa lâu lâu Vũ vẫn kiếm được tiền công ty đó. Bởi vì sao vậy? Tham gia mua một sản phẩm, giới thiệu ra hai người mua sản phẩm. Từ đó người ai đó hệ thống mà nó cứ xài sản phẩm là có tiền. Cứ một tuần là mắc ao 15.000 đô công ty kia. Mà công ty kia là 22 năm mà các anh chị. Đã từng xảy ra rồi, bởi vì các anh chị biết không? Có một cái chú bị tật. Vũ giúp cho chú một bên, một chân rồi. Hồi 2000, thực ra Vũ làm với chú đó là 2006, 2007, 2006 mới chính xác. 2006. Thời điểm đó Vũ giúp cho chú một bên. Tới năm 2010 chú đi chơi ra Hà Nội. Ở quận Tân Phú đi ra Hà Nội chơi. Tự dưng xài sản phẩm tốt, cái người ngồi kế bên cạnh hỏi anh xài gì lạ vậy. Cái này hay lắm, bữa nào tao có con cháu tao ra Hà Nội thì có gì tao gửi cho bà biết. Thế là Vũ bay ra Hà Nội, cái xong Vũ gặp, Vũ làm, Vũ giúp cho chú đó. Các anh chị em biết sao, sau một tháng cái chú đó lãnh đó, chắc phải tầm vài trăm triệu. Mà 2010 các anh chị. Mà khi mà tự dưng có tiền gây, Vũ nói chú ơi, cháu bị lật chân, chú giúp cho cháu 5-10 triệu được không? Để cháu tổ chức cái chương trình hay là mời mọi người trong trong hệ thống, trong khách hàng của mình lâu lâu có một bữa tiệc được không? Không. Thì cháu làm với làm đi. Còn ai thích thì tự bỏ tiền. Ông kiếm mấy trăm triệu trong có vài tháng các anh chị. Tại vì sao vậy? Tại vì mình gắn cái người vô đây. Cái ông đó mình gắn vào bên nhẹ cho ông. Thế là ông bung ra thôi. Các anh chị anh vô, lúc đó đăng lên báo Tuổi Trẻ luôn các anh chị. Đăng lên trang nhất của Tuổi Trẻ luôn. Đúng cuối cùng ông đúng cho đúng được 4 triệu thôi các anh chị. Một cái mấy trăm triệu đó trong vòng có vài tháng thôi, năm 2010 rồi. Hồi đó đã gặp rồi các anh chị. Nên là nhiều khi các anh chị em không thấy đâu các anh chị. Đã trải qua nhiều lắm rồi các anh chị. Được chưa? Nên ở đây cũng muốn chia sẻ các anh chị em nhiều góc nhìn lắm các anh chị. Đôi lúc chúng ta cực khổ vì tác động thông tin này, tác động thông tin kia. Chừng nào các anh chị em thấy rau quanh nó sụp á, thì lúc đó hãy nghĩ tới chửi hay là nói này nói kia, nói đó nói kia, ok. Chứ còn ba cái trang kia nó có ảnh hưởng gì đâu. Hàng ngày rau quanh vẫn làm việc, hàng ngày thông tin vẫn đầy đủ, live stream công ty một tháng tổ chức vẫn một lần, vẫn hoành tráng như ai. Mọi người vẫn phát triển bình thường.
Thế thì dựa vào những cái trang này trang kia để mà gì? Ơ hôm nay em bị tụt hứng rồi. Hôm nay chị tự dưng chị có một cái cơ sở đó để làm gì? Để đi chia sẻ rau. Cái đó đâu phải cơ sở để đánh giá rau đâu các anh chị. Có nhiều người nói là chị phải dùng cái trang đó, rau đứng xếp hạng thứ hai rồi chị đi giới thiệu người ta hay là anh giới thiệu người ta thì người ta mới tham gia. Phải tham gia hay không tham gia thì dùng những cái đó tất nhiên người ta cũng sẽ tham gia, nhưng tham gia không bền lâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ không thấy được tầm nhìn, không thấy những cái giá trị hay của rau. Thì sao? Họ có tham gia thì khi mà xảy ra biến cố nho nhỏ mà không phải đến từ rau, hay đến vì một nhóm lợi ích nào đó, nhóm một cái trang nào đó tác động thì sao? Thì người ta sẽ sao? Quay ngược trở lại chắc bạn. Đúng. Đó là cái vấn đề các anh chị. Nên là những cái tình trạng như thế này á, thực tế mà nói rằng là gì, Vũ đã biết được nhiều năm rồi chứ không phải một ngày một buổi. Ok ha. Nên ngày hôm nay Vũ giải quyết cho các anh chị em thông tư tưởng đi. Cái trang Business for Home đó là trang của một người Việt Nam tên là Ted Nguyễn và Dini, được thành lập rất là lâu rồi, người đó sống ở Mỹ. Ok chưa? Và những cái trang đó thì cũng phải kiếm sống. Nhớ điều đó, hãy vẫn kiếm sống. Và những cái trang đó, các anh chị em tin là nhiều năm qua các anh chị em để ý, những cái trang nào mà bị sập, những cái website nào mà mang yếu tố lừa đảo á, phần lớn là nó xuất hiện quảng cáo trên đầu của những cái trang đó không à. Ok ha. Còn không những cái sân sàn, sân này, sân kia, lãi lũng này kia, thường thường các anh chị em để ý, hoặc coi này coi kia mà nó muốn lên top, muốn đẩy doanh số hay gì đó, là các anh chị em ngay cả trên coi gói mịch cáp, coi mắc kịch cáp á, thì cũng xuất hiện quảng cáo những công ty đó. Nên là các anh chị em phải lưu ý với việc này. Khi mình làm một cái gì đó thì mình phải nhìn vào cái nền tảng công ty, cái cách họ hoạt động, cái tư duy của họ, cái góc nhìn của họ, và họ nói họ có làm thực sự hay không, chứ không phải là những cái trang này trang kia. Đúng không ạ? Giống như mấy cái trang Việt Nam hay là trang nước ngoài cũng vậy. Tại vì nó tự tạo ra thì sao, nó sẽ viết theo suy nghĩ của nó. Cái gì nó cũng che xấu hết. Khi mà nó chủ, gọi là nó là chủ website, khi nào nó làm cái công ty nào á, là nó khen cái công ty nó tốt, nó viết bài cho công ty nó tốt. Đúng mà. Con mình thì đứa nào thì mình cũng thấy nó đẹp hết, đúng không? Nhưng mà con hàng xóm làm cái gì mình cũng thấy nó sai hết, đúng không? Hoặc là con mình chê, hoặc là kia. Đôi lúc cái tư tưởng của mình đó, nó không có gọi là gì, trung lập. Khi bạn xây dựng một cái sự nghiệp hay một cái gì đó, bạn phải trung lập. Mà cái cách làm của rau nó là trung lập. Các anh chị em hiểu ý cho này không? Cái trung lập này rất là quan trọng các anh chị. Và từ ngày mùng 2 tháng 6, mùng 2 tháng 6 là Vũ bắt đầu đi chia sẻ thông qua những cái sự kiện ở trên khắp nước Việt Nam. Tới bây giờ là Vũ đã làm tới tổng, Vũ đã tham dự 8 chương trình sự kiện trên 120 thành viên trong mỗi buổi như thế. Trong vòng có 15 ngày tham gia 8 sự kiện ở từ miền Trung ra tới miền Bắc. Ghê chưa các anh chị? Chạy ra chạy vô 8 chuyến trong vòng có 15 ngày. Và mỗi sự kiện như thế rằng ít nhất là 120 người. Đó, các anh chị em hình dung đi cái khả năng làm việc như thế nào. Thì trong một cái sự kiện ở đây Vũ chia sẻ thôi, có một sự kiện ở một cái vùng miền Trung. Thì Vũ có, trước khi mà tổ chức sự kiện đó, thì Vũ đã, người ta hỏi rằng là gì, các leader có ảnh hưởng gì tới công ty không, thì Vũ có trả lời cho cái anh đó rồi. Nhưng mà cuối cùng cái sự kiện đó lại xảy ra y chang giống như những gì Vũ đã chia sẻ. Đó là gì? Công ty rau không bị bất cứ một leader nào trên toàn cầu gây ảnh hưởng hết. Bởi vì công ty rau đứng trung lập. Tất cả mọi chính sách là dành cho nhau, như nhau trên toàn cầu. Một người ở Thụy Điển thì cũng như một người Việt Nam. Một người ở Anh thì cũng như ở Thụy Điển hay giống ở Châu Phi. Tất cả mọi chính sách của rau là giống nhau, không bị ảnh hưởng bất cứ leader nào hết. Được chưa? Chừng nào leader mà nó mạnh nữa là mạnh thì sao? Công ty mời vô để làm gì? Để chia sẻ những cái này, góc nhìn này này kia, để họ sao? Để họ tìm ra những cái hay nhất, chứ không gây ảnh hưởng bất điều gì hết, bất cứ cứ điều gì. Vì là tôi đã tạo ra được thị trường này, tôi được tạo ra thị trường kia. Dẹp. Rau không có cái chuyện đó. Các anh chị em hiểu ý không?
Rao đứng trung lập và Rao làm theo cái góc nhìn của công ty, theo góc nhìn của ông Jonas và ông Johan, là hai người lãnh đạo cao nhất của Rao. Cái đó mới là cái quan trọng. Các anh chị em hình dung ý ha. Ví dụ giống như bây giờ Vũ nói đơn giản đi, các anh chị em từ xưa giờ các anh chị em nghe tới các công ty là gì? Tao là đứng đầu của Việt Nam, tao đứng đầu của Malaysia, tao đứng đầu của Thái Lan, tao có thể gây ảnh hưởng công ty ra chương trình này, ra chương trình kia. Vũ không có gây ảnh hưởng gì được với công ty cả. Công ty nó còn chả biết Vũ là ai nữa. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Không quan tâm. Đó, không quan tâm. Các anh chị em phải hiểu chỗ đó. Khi họ làm lớn, họ đứng trung lập, đó mới là điều tốt các anh chị. Giống như một nhà báo gọi là gì? Gọi là đúng nghĩa của một nhà báo chân chính, đúng nghĩa của một người làm việc gọi là chuẩn chỉ thì sao? Họ phải công tâm. Chứ không thể rằng là đi viết muốn công ty này, muốn doanh nghiệp này, muốn cá nhân này, muốn nổi tiếng rồi chia cho chip tiền là viết, viết theo góc nhìn của họ. Không, phải trung lập. Nhà báo là phải thấy cái gì, nó phân tích như này, phân tích như kia, phải trung lập thì lúc đó mới gọi là một nhà báo chân chính, một cái người góc nhìn phải chuẩn chỉ, giống như một người luật sư cũng vậy thôi. Các anh chị em hình dung ý ha. Thì ở đây trong một cái sự kiện ở miền Trung á, Vũ thấy được một điều đó rằng là gì, khi tổ chức một sự kiện thì tại vì do một cái sự kiện đó nó phải có rất là nhiều nhóm khác nhau, nhưng vì có một cái nhóm đứng ra lớn hơn so với những nhóm khác, bắt đầu sao chặn không được sâu những cái nhóm khác, ta là nhất ở cái vùng đó, ta là nhất ở vùng đó, và cuối cùng sao cái sự kiện thì tất nhiên nhìn vô thì rất ok, nhưng mà sao, nhưng đằng sau lưng đó nó không có tốt các anh chị. Bởi tại sao vậy? Bởi vì anh chỉ PR cho nhóm anh thôi, anh chỉ gọi là gì, tôi là nhất đó. Như vậy nó sẽ không tốt các anh chị, các anh chị em hình dung ý ha. Nên đó là gì, đôi lúc á chúng ta phải thấy được nhiều cái vấn đề. Chúng ta xây dựng không phải chỉ trong một cái vùng địa phương của chúng ta. Vũ có bao giờ nói với các anh chị em rằng là các anh chị em cứ phát triển tại địa phương đó không? Không. Đầu tiên các anh chị em chia sẻ cho những ai quan tâm thực sự xung quanh các anh chị. Nhưng các anh chị em phải nhớ rằng là gì? Cái kinh doanh này nó lan tỏa khắp nước Việt Nam và toàn cầu. Và mục tiêu cao cả nhất của hệ thống Mai Rao Quanh đó là làm sao hệ thống của các anh chị em lan tỏa ra được toàn cầu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi lan ra được toàn cầu á thì chúng ta kiếm được cái nguồn thu nhập từ quốc tế về Việt Nam chúng ta nó đã lắm các anh chị. Các anh chị vô ạ. Còn Việt Nam mình thì nó hay theo kiểu phong trào lên và xuống. Và Vũ hiểu cái phong trào đó như thế. Nên sao ạ? Nên có rất là nhiều lần có nhiều người đã bị dao động. Nhưng mà sao? Nhưng mà ít dù nhiều có một xíu kinh nghiệm nên là sao cái hệ thống vẫn rất là tốt, không sao cả. Thực ra ngay lúc này cũng là đang là lúc nhiều người nghỉ Rao, nhiều người không làm Rao. Nhưng sự thật Vũ sẽ chứng minh cho các anh chị em biết rằng là gì, trong thời gian ngắn tới thôi, lại Rao lại mạnh mẽ như xưa thôi, được chưa? Và loại bớt đi những cái thành phần làm việc không tốt, những cái người mà gọi từ mình xưng danh mình là leader, rồi mình chém gió này chém gió kia, rồi tuyên bố này tuyên bố kia gây ảnh hưởng tới những người khác, thì chúng ta sẽ bắt đầu loại dần những cái người đó ra, chúng ta phân biệt ra, được chưa? Rồi những cái người mà gọi rằng là ảo tưởng, có nghĩa rằng là gì, ảo tưởng hoặc là mơ hồ, hoặc là không có nhiều kiến thức, hoặc là ví dụ giống như là hy vọng không đúng, thì sao thì cũng chúng ta bắt đầu loại dần dần ra. Và những người nào không thực sự nghiêm túc, người không có khao khát làm việc thì sao, người mà cái kiểu giống như là để không là ngồi chờ sung rụng á, thì thực tế chúng ta cũng bắt đầu dần dần bớt đi, được chưa? Thực ra chúng ta không làm việc cùng với những người đó thôi, nhưng mà đối với họ thì công ty, đối với công ty thì họ vẫn là thành viên của Rao Quanh, được chưa? Nhưng có thể rằng họ sẽ không cùng trên cái con đường hay là góc nhìn của Mai Rao Quanh thôi. Ok ha. Mai Rao Quanh là một hệ thống. Và hệ thống thì sao? Phải được xây dựng. Để làm gì ạ? Để giúp cho nhiều người thành công hơn. Ok ha. Đó là cái vấn đề các anh chị. Rồi bây giờ Vũ sẽ chia sẻ cho các anh chị em một góc nhìn mới về cái này. Để cho các anh chị em biết. Chia cổ tức. Các anh chị em phải hình dung này nè,
trong cái ngày mà đêm giao thừa là ngày 15 tháng 6. Sau cái ngày đó một cái, trời ơi, nhiều thứ lắm các anh chị, nhiều cái comment, nhiều lời mắng rủa, nhiều này kia. Thì Vũ muốn chia sẻ các anh chị em như thế này nè. Cái cây trồng thì nó phải có thời gian. Tất nhiên, cái lỗi nằm ở đây là lỗi, nói thật, lỗi là do người tư vấn. Lỗi là cái người mà giới thiệu các anh chị. Lỗi nằm ở sâu xa là do cái người giới thiệu các anh chị. Khi các anh chị em tham gia 99 đồng, các anh chị phải nhớ này, từ ngày khi Vũ chia sẻ ra quanh, Vũ nói rằng 99 đồng là một cơ hội. Giống như là mình đăng ký vào một câu lạc bộ nào đó, mình đăng ký khởi nghiệp vào một cái gì đó. Các anh chị em hình dung ấy, Vũ nói các anh chị đơn giản thôi. Ngay cả bây giờ các anh chị em đi ra ngoài sàn thôi, cổ sàn gọi là giao dịch chứng khoán, các anh chị em muốn mua được cổ phiếu của một cái công ty nào đó, thì ít dù nhiều các anh chị em cũng phải đóng phí, thì các anh chị em mới mua được cổ phiếu của người ta. Không ai đâu mà rảnh đâu mà xây dựng lên một cái nền tảng website để cho các anh chị em này đi vô đó mà ngồi mà đăng ký mua cổ phiếu này rồi giao dịch này giao dịch kia. Ai đâu mà rảnh. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Nhớ chưa các anh chị? Nhớ đó, hãy nhớ điều đó. Vũ chia sẻ các anh chị đây là gì? 99 đồng nó là một cơ hội. Được chưa? Chứ không phải rằng là 99 đồng tham gia đây để một tháng hay là 3 tháng được chia cổ tức là gì? Là 99 đồng là chia được 50 round one reward, hay mà mọi người hay nói là cổ phiếu. Đó gì? Là cứ một quý sẽ được 50, này thì tương đương với 50 euro. Đâu ra vậy? Làm gì có? Đúng không? Vũ chưa bao giờ nói điều này mà. Và gần như là gì, những người mà làm việc với Vũ, Vũ chia sẻ trên YouTube hay trên Facebook, làm gì Vũ nói điều này? Có bao giờ Vũ nói rằng là gì, một round one reward hay là một cổ phiếu của round mà tương đương với 1 euro cổ tức không? Vũ có nói bao giờ không? Không. Các anh chị hiểu không ạ? Đó là cái vấn đề các anh chị. Còn trong cái bảng của công ty, họ làm một cái ví dụ. Họ làm một cái ví dụ. Ví dụ là gì? Khi mà công ty đó làm như thế này, với cái lượng như thế này, họ ghi là example, là ví dụ hết rồi. Thì người ta lấy cái đó, con số đó để tính cho nó dễ dàng. Các anh chị hình dung ạ? Nhưng mà các anh chị em phải hình dung này. Làm gì có cái chuyện tháng trước các anh chị em mua, rồi tháng sau anh chị em nhận cổ tức tương đương với số tiền đó. Giống như ngày hôm qua Vũ post lên cho các anh chị em đọc. Có người tham gia và cũng có người tư vấn đó là gì? Anh tham gia vô đi, 4 gói, đúng không? Là ví dụ 1.000 euro đi. Là 3 tháng sau, anh được chia cổ tức là lấy lại về vốn luôn, về gốc luôn. Ở đâu ra vậy các anh chị? Nếu mà có các anh chị em chỉ dùm Vũ một cái. Vũ bán cả nhà, bán cửa, bán tất cả mọi luôn. Vũ bán luôn cả cái phòng live stream Vũ đang ngồi đây luôn. Để Vũ tham gia luôn. Được không ạ? À? Các anh chị em hình dung ý chỗ này không? Các anh chị em phải phân biệt như thế này nè. Các anh chị em có để ý không? Trong thời gian qua, 5-7 năm qua, khi mà các cái chương trình sách tay nó xuất hiện ấy, hoặc là các cái doanh nghiệp nước ngoài vào, chẳng hạn giống như từ khi Uber vào, Grab vào, bắt đầu doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu có nhiều cá nhân, hoặc là nhiều doanh nghiệp họ mở ra những cái ứng dụng này, ứng dụng kia, họ đi huy động tiền, họ gây quỹ này, gây quỹ kia. Các anh chị phải nhớ, để một công ty thành công đó, nó phải mất một khoảng thời gian. Đúng không ạ? Ít nhất phải tầm 3 năm tới 5 năm. Thì họ mới có khả năng để thành công. Chẳng hạn ví dụ giống như ngày hôm nay, một ai đó đầu tư vào cái công ty, một công ty nào đó hay một cái ứng dụng nào đó, thì sao ạ? Thì nó phải chờ chứ. Họ đầu tư vô thì cái tiền đó để phải xoay, để mà trong cái công ty đó. Rồi khi công ty đó ra lên công chúng thì lúc này nó mới chia cho cổ tức, lợi nhuận đó, lợi nhuận của công ty á. Khi nào công ty có lợi nhuận, công ty chia. Còn nếu mà gì, cổ phiếu mà lên giá các anh chị em bán thì các anh chị em có lợi. Các anh chị em hình dung ý ạ. Và round thì sao? Round cũng chia sẻ cho các anh chị em rõ ràng đường đường mà. Là gì? Khi chúng tôi kiếm được lợi nhuận, chúng tôi sẽ chia 80% lợi nhuận này bằng hai cách. 40% cho những ai có công xây dựng cộng đồng round one. Và 40% chia cho những ai sở hữu round one reward.
mà mình hay nói là cổ phiếu của Rowan. Nhưng các anh chị em để ý này, Vũ mới vừa đọc của một cái cậu này này, ở trên Facebook này, cậu đang cố tình làm sai, bởi vì cậu đặt ra những cái điều rất là không hay. Và bắt đầu những cái comment của những con người tiêu cực, nó nhảy vô bắt đầu comment này, Vũ chụp hình luôn. Có họ tên đàng hoàng luôn này. Người này tên là Nguyễn Mạnh Khuy này, một cái cậu thanh niên này tên là Nguyễn Mạnh Khuy. Cậu để là 80% chi trả cho hệ thống, 20% cho công ty, suy ra nhà đầu tư ăn gì. Cái người này đã hiểu sai và người này muốn cố tình điều sai điều này bởi vì họ không hiểu. Một là họ hiểu sai, họ không thuộc bài, họ không thấy được, có nghĩa là họ không đọc. Hai là họ cố tình nói sai. Thì sao? Lúc đó bắt đầu sao? Những cái comment nhảy vô thì bắt đầu là gì? Chẳng còn phần trăm nào cho nhà đầu tư cả, rồi tiền chia ăn hết rồi lấy gì mà ăn. Rồi những comment ăn hết mùa cam thì còn la. Rồi thế nào, thế mà cũng phải hỏi ăn của người vào sau cùng. Hoặc là nó còn ghi là Alibaba và 40 tên cướp. Đó là những cái comment đó các anh chị. Họ cố tình hiểu sai, hoặc họ không muốn hiểu, hoặc là họ không hiểu. Được chưa? Đây rõ ràng đây. Đây một người này tên là Nguyễn Mạnh Khuy nè. Các anh chị em thấy nè. Họ nói 80% chi trả cho hệ thống, 20% chi trả công ty. Trong khi Rowan đưa ra mấy tháng nay, họ nói rất là rõ ràng. Khi họ kiếm được lợi nhuận 100 đồng, được chưa? 20 đồng họ giữ để họ xây dựng nền tảng công ty, bảo vệ công ty. 40 đồng họ chia cho những ai có công phát triển công ty, phát triển cộng đồng cho công ty. 40% chia cho những ai sở hữu Rowan Reward. Rõ ràng 10-10 như thế, nhưng mà vẫn ghi như thế này để cho người khác nói rằng là gì? 80% chi cho hệ thống, có nghĩa là chi cho những người làm hệ thống. Còn những nhà đầu tư là không có được cái gì hết. Đó là sai. Các chị em thấy đúng không ạ? Đó, người thực việc thực nè. Chúng ta phải nói rõ để cho họ thấy được. Còn những ai mà đã từng giới thiệu những người này phải xem lại. Đúng không ạ? Đó là cái mà các anh chị em cần phải chú ý. Chúng ta thấy cái gì nó sai, chúng ta thấy nếu chúng ta làm sai, chúng ta phải nhận. Đó là chúng ta đã từng làm sai, chúng ta đã cố gắng nói quá cho khách hàng. Vũ biết có những con người, họ cố tình nói quá lên để làm gì? Để thu hút người khác. Để làm gì? Để cho người ta tham gia. Tất nhiên có. Nó giống như câu chuyện các chị em đi bán hàng cũng vậy. Có người họ nói quá. Ngay cả chúng ta đi mua hàng mà. Đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta ra mua một cái trái mít, mua một trái na, ngay cả bản thân của Vũ cũng vậy thôi. Hãy nhìn vào việc nhỏ chúng ta sẽ suy ra những việc lớn thôi. Đang chạy trên đường thấy một cái bà bán na rất là đẹp, trái na các chị, gọi là trái măng cầu xiêm, mấy người nhiều hay nói đó. Vũ nói luôn cái món đó Vũ khoái lắm. Đứng xuống, dừng xe xuống, mua trái đẹp lung linh luôn. Mua mấy ký, mấy chục ngàn một ký các anh chị. Vấn đề câu chuyện đó không phải là nằm ở chỗ tiền. Vấn đề rằng là gì? Mình đã dừng lại để mình mua, mình ta nói rằng là hớn ha hớn hởi, chạy về tới nhà một cái mở ra, ta nói bóc trái nào cũng dọi hết, không ăn được một quả nào hết, mà trong khi mấy ký na, mấy ký măng cầu xiêm thì các anh chị em biết rồi. Nhưng mà các anh chị em có buồn không? Tất nhiên lúc đó buồn. Bà cam kết là không có, đúng, người bán là cam kết là không có, ok chưa? Nên rằng là trong cuộc sống đôi lúc chúng ta cũng có những cái trường hợp đó mà. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ bình thường, kệ, hôm nay bị vậy, ngày mai mình không có mua đó nữa thôi. Hoặc là chắc có lẽ là vấn đề nào đó, nếu mà có dịp đi ngang qua mình nói bà, lần trước á, cô bán cho con, cô nói không có đúng. Các anh chị em hình dung ý chỗ này ha. Bởi vì mình mua có vài ký na, nó không ảnh hưởng nhiều cuộc sống của mình, chỉ có là 100 mấy chục ngàn hoặc 200 nghìn thôi. Nó không ảnh hưởng cuộc sống của mình, nên mình thoải mái. Chứ lỡ mà mình luôn mua luôn hết cả cái xe đó, mấy triệu tiền na luôn đó thì sao? Thì cũng gặp vấn đề đúng không ạ? Ok ha. Ngay cả khi các anh chị em đi mua cá, mua thịt, mua gì cũng vậy. Tươi lắm, em còn tươi lắm, về cái đâu còn tươi nữa đâu. Đúng không ạ? Ok ha. Thì đây là một số trường hợp nó có thể xảy ra. Nhưng mà sao? Nhưng mà với góc nhìn cá nhân của Vũ thì sao? Vũ cũng muốn nói các anh chị, nếu các anh chị là những người đi chia sẻ, tại vì các anh chị phải lưu ý nè,
hệ thống MyRoundOne á là do Vũ tạo ra. Những ai nằm trong hệ thống MyRoundOne thì sao? Là nằm trong tuyến dưới của Vũ. Nhưng ở Việt Nam này, hiện tại bây giờ có rất là nhiều người nó không nằm trong hệ thống của Vũ, nên Vũ không thể nói được với họ. Và Vũ biết có rất là nhiều người họ làm một cách là gì? Khi họ tham gia với trong cái nền tảng ngày xưa khi Vũ phát triển, họ tham gia với trong cái tuyến dưới của Vũ, trong hệ thống của Vũ. Nhưng mà vì họ thấy sao? Họ thấy này thấy kia, họ bắt đầu chạy đi vòng vòng, họ xin tùm lum. Đó. Thì xong bắt đầu á, họ không có làm trong với mình. Bắt đầu là họ tự biên tự diễn. Đó, họ bán cái này rẻ đi, họ đưa họ đưa ra những cái lời này, lời nọ, lời kia. Bởi vì sao? Bởi họ làm không có tổ chức. Các anh chị nhớ, có nhiều người lắm các anh chị. Các anh chị phải nhớ được điều này nè. Có nhiều người á, họ nghèo nhiều năm. Nên khi họ gặp được cơ hội của rau á, họ kiếm được tiền ngon quá. Nên họ tranh thủ, họ làm bất chấp để kiếm được tiền. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Bây giờ Vũ hỏi các anh chị này, Vũ ở hơn 30 nước rồi. Vũ đi khắp cái nước Việt Nam này rồi. Cái gì cũng có hết rồi. Làm rau kiếm thêm tiền làm gì? Nói sự thật luôn. Vũ có dự án còn lớn hơn cả rau nữa các anh chị. Vũ nói thiệt. Vũ đầu tư hơn 1 triệu rồi các anh chị. Vũ xây dựng luôn một cái mạng xã hội luôn các anh chị. Vũ có tới 7 IT là Vũ nuôi trong vòng mấy năm nay các anh chị. Ngày mà Vũ làm rau là Vũ đã làm thành công tới đến nỗi là 80-90% rồi đó. Mà Vũ để qua một bên đó. Chỉ vì một lý do thôi. Nếu mà dự án kia Vũ làm á, thì khả năng Vũ thành công cao hơn so với những người khác. Đó là dự án cá nhân của Vũ mà. Cái hệ thống website của Vũ mà. Cái mạng xã hội của Vũ mà. Do Vũ làm rau Vũ thấy được cái là gì? Nó có nền tảng sẵn, nó có người thành công sẵn, nó có ông Johan sẵn rồi. Tất cả mọi thứ là nó vận hành đúng y như cái ý tưởng của mình. Đây là gì? Làm rau, nó lợi thế là nằm cái chỗ là gì? Công ty á, nó là những người ở châu Âu. Họ có đủ điều kiện hơn của mình. Các chị anh vô, và rất là nhiều thứ. Và đặc biệt hơn, cái người mà đang điều hành rau á, là cái người họ đã 20 năm qua họ đã tạo ra được những cái điều lớn lao rồi. Họ đã tạo ra công ty tỷ đô hết rồi, mà không phải một công ty mà tới 3 công ty rồi. Họ cũng đã đưa công ty đó lên thị trường hết rồi. Nên sao? Nên rằng là thay vì mình đang làm cái dự án của mình thì mình vẫn cứ làm. Nhưng mà sao? Cái mong muốn của mình là làm sao để có nhiều người thành công. Thì sao? Mình thấy cái rau hay, bắt đầu Vũ làm, Vũ chia sẻ. Nhưng mà sự thật là đến bây giờ sao? Khi có rất nhiều người thành công á, kiếm được tiền của rau á, thì sao? Gọi điện thoại không nghe, đúng không? Nhắn tin không thấy trả lời. Buồn không? Buồn. Nhưng mà có vui không? Vui. Vui là gì? Cuộc đời nhiều khi cháy ngang. Cái người thì làm từ sáng tới tối, người làm ngày này qua ngày kia để mà mò lên được director hay mò lên được manager rất là khó. Nhưng có người gặp đúng có mình có một lần thôi. Đúng có một lần, hai lần thôi. Có khi là ba lần thôi. Thì lại lên tới tận cung trăng luôn các chị. Giờ thì mình lại không gặp họ. Liên lạc không được. Liên lạc không thấy bắt máy. Các chị em hiểu ý chỗ này ha. Đó ha. Đó là mấy ý Vũ muốn chia sẻ. Để cho các chị em hình dung như thế này. Công ty xây dựng. Thay vì họ phải chờ tới 3, 4, 5 năm sau. Thì khi công ty ra công chúng. Thì họ mới kiếm được lợi nhuận. Khi họ kiếm được lợi nhuận xong thì họ mới chia. Được chưa? Các chị em để đi. Có nhiều công ty á, họ vẫn tuyên bố lỗ mà. Ngay cả Grab các anh chị. Ngay cả Uber họ vẫn tuyên bố lỗ mà. Thì những nhà đầu tư của Grab, của Uber thì sao? Họ vẫn chịu thôi. Họ đâu có được chia đâu các anh chị. Họ vẫn tuyên bố lỗ mà. Các chị em có thấy nhiều công ty không? Nhiều tập đoàn lớn không? Họ vẫn tuyên bố lỗ mà. Thì nếu mà họ tuyên bố lỗ thì sao? Thì làm gì họ có tiền để mà chia cho nhà đầu tư? Ok chưa? Nhưng mà rau á là gì? Họ làm việc không phải là vì cái câu chuyện là họ muốn kiếm hay này kiếm kia. Không phải. Họ đang xây dựng một nền tảng để giúp cho nhiều người thành công hơn. Nhưng mà sự thật là giúp cho người nghèo cực kỳ khó các anh chị. Bởi vì các chị em đã nghe rất là nhiều bài rồi. Nhiều bài học, nhiều từng cái chủ đề rồi. Thực ra chúng ta giúp cho người nghèo để mà người thành công rất là khó các anh chị. Nghèo tiền thì dễ giúp giàu hơn.
Nhưng mà nghèo tư duy á, nghèo những cái tính này tính kia, hoặc là nghèo lâu quá rồi, nó gọi là giống như là giàu bền vững, là nghèo bền vững á các anh chị, nghèo bền vững á, thì rất là khó để mà thay đổi. Nó giống như cái kiểu mà ngày xưa đói á, thì sao ạ, thì không nói gì, nhưng mà giàu vẫn đi xe hơi, vẫn ở nhà lầu, nhưng mà sao ạ, vẫn đi ra chợ mua từng cái cọng ngò, cọng rau, vẫn cứ phải trả giá. Đó là nghèo đó các anh chị, đó là nghèo bền vững đó, đó là nghèo trong tư tưởng đó, nghèo trong tư duy á. Mặc dù ngày hôm nay đi xe hơi 5-10 tỷ, nhưng mà đi ra chợ vẫn trả từng cái cọng ngò 5.000-10.000. Đó là nghèo bền vững đó các anh chị. Các anh chị em hiểu ý cho nào không ạ? Đó, đó là mấy ý để muốn chia sẻ các anh chị, nên là có một cái góc nhìn khác đi. Chứ mà 99 đồng để làm gì? Để khởi nghiệp. Đó là một cái chìa khóa, một cái vé bước vào cổng. Mà cứ đòi bằng được là 99 đồng chờ 3 tháng nay. Trời, được xíu chia cổ tức. Buồn quá, nản quá, ôi đồ lừa đảo, ôi đồ cái kia. Hỏi thật một câu nha, 99 đồng mà các anh chị em gửi ngân hàng á, các anh chị em gửi ngân hàng, các anh chị em coi ngân hàng nó trả lãi cho các anh chị em bao nhiêu, các anh chị em biết liền. Các anh chị em có muốn biết ngân hàng trả lãi cho mình bao nhiêu tiền đấy? Ngày mai các anh chị em nạp vô ngân hàng 15 triệu 6 hay là 20 triệu, 30 triệu đi, các anh chị em sẽ biết rằng ngân hàng trả lãi cho các anh chị em sau 12 tháng là bao nhiêu tiền, các anh chị em biết liền à. Có phải các anh chị em bỏ tiền vô ngân hàng là các anh chị em đang đầu tư tiền cho ngân hàng không? Ok chưa? Ngân hàng dùng tiền các anh chị em đem đi đầu tư đúng không? Đem đi kinh doanh này, kinh doanh kia, đúng chưa? Rồi họ mới chia lãi cho các anh chị đúng không? Nhưng nên nhớ là các anh chị em nhớ một điều như này nè. Cổ phiếu của ngân hàng các anh chị em đâu có giữ. Đúng không ạ? Đúng chưa? Nên họ chỉ chia cho các anh chị em lãi thôi. Cái lợi nhuận của họ đó. Thì cái lợi nhuận họ kiếm được. Xong bắt đầu họ có một cái barem lãi đó. Ví dụ giống như một cái ngân hàng ở Việt Nam đi. Các anh chị em có thể thấy. Trả 6% một năm. Trên số tiền các anh chị em nạp vào. Gửi vào ngân hàng. Nói từ gửi cho nó sang. Giống như các anh chị em đang đầu tư vào ngân hàng đó. Các anh chị em gửi vào ngân hàng là các anh chị em nghe tới là các anh chị em gửi. Nhưng mà thằng ngân hàng nó nghĩ là gì? Đó, vốn đó. Vốn đó. Lấy vốn đó mà đi kinh doanh. Lúc nào cần thì rút ra. Thì có phải khi các anh chị em gửi ngân hàng nó sẽ có là gì? Định kỳ đúng không? Và hoặc là gì? Hoặc là ví dụ giống các anh chị em muốn rút lúc nào cũng được đúng không ạ? Nhưng mà có một sự thật, nếu các anh chị em gửi định kỳ 12 tháng không rút thì lãi nó cao hơn. Chắc 6,6%. Các anh chị em lấy 6,6% chia cho 12 tháng. Có phải là 0,55% một tháng không? Nên nhớ các anh chị em, nên nhớ nè. Nếu các anh chị em gửi 100 triệu vào ngân hàng. Thì sau 12 tháng, có nghĩa là mỗi tháng các anh chị em được 0,55%. Mà các anh chị em có gửi 10 năm thì nó cũng chỉ 0,55% thôi. Và 10 năm sau các anh chị em nhận lại cũng là cái số tiền đó. Nếu mà được thì ngân hàng nó sẽ cho lũy tiến. Khi nạp thì nó cũng có nhưng nó không nhiều. Các anh chị em vô ạ. Nhưng mà cái người giàu trong ngân hàng đó là những người sở hữu cổ phiếu của ngân hàng đó. Là bởi vì khi mà có lợi nhuận đó, ngân hàng nó chia cho những cái người mà sở hữu cổ phiếu đầu tiên. Các anh chị em vô không? Nên cái lãi của các anh chị em trong ngân hàng cực kỳ thấp. Thực ra lãi ở ngân hàng ở Việt Nam cực kỳ cao. Nhưng ở quốc gia, những cái quốc gia phát triển đó, lãi ngân hàng cực kỳ thấp. Nhiều khi các anh chị em gửi tiền, các anh chị phải trả tiền phí để mà gì? Để mà nó gửi tiền cho các anh chị. Để nó giữ tiền dùm cho các anh chị. Các anh chị hình dung ạ. Đó, cái góc tư duy các anh chị phải khác. Nhìn thấy được nhiều góc nhìn khác đi. Còn ở rau nó khác ở chỗ này nè. Công ty nó không cho các anh chị em đầu tư nhiều. Mà cũng không nói là đầu tư đây luôn. Được chưa? Thì nhưng mà góc nhìn của mình là gì? Thay vì mình không có thật nhiều tiền. Thì mình có thể tham gia round 99 đồng hoặc là nhiều hơn. Nếu mình có dư giả thì mình sở hữu, mình tích lũy hàng ngày. Khi mình phát triển cộng đồng thì sao? Thì mình có hoa hồng. Thì có phải là khi mình có hoa hồng thì mình có công ăn việc làm đúng không? Có công ăn việc làm thì mình có cơ hội kiếm được thu nhập. Rồi 20% trên thu nhập đó chúng ta lại tích lũy tài sản, là tích lũy round one reward, mà chúng ta hay nói là cổ phiếu đó.
thì khi chúng ta tích lũy nó được tăng dần lên. Được chưa? Vấn đề câu chuyện của ngày hôm nay, thay vì phải chờ tới lúc rao lên thị trường, chứng khoán thì sao? Ngày hôm nay họ thấy rằng họ có thu nhập rồi, họ có lợi nhuận rồi thì họ chia. Thì các anh chị em thấy rằng là gì? 40% họ chia cho những người xây dựng hệ thống, những người xây dựng cộng đồng. Còn 40% họ chia cho những ai sở hữu rao quanh reward. Tất nhiên số người giữ rao quanh reward nó nhiều thì sao ạ? Thì mỗi người có được một chút. Nhưng mà các anh chị em phải nhớ điều này nè. Thay vì các công ty khác á, phải chờ 5 năm, 6 năm khi nó lên sàn rồi, hoặc là Alibaba 13 năm mới lên sàn thì lúc đó mới chia. Rao mới có 5 rưỡi à, chia rồi thì tất nhiên nó ít. Nhưng các anh chị em thấy đi, vừa qua nó ngồi tính á, mình có thể tính được là gì? 1 rao one reward bằng 0.001. Đúng chưa? Bởi vì rao quanh, các chị em thấy bây giờ có sản phẩm gì nhiều không? Sau ngày 4 tháng 7 công ty có thêm sản phẩm, rồi thêm sản phẩm. Thì khi có thêm sản phẩm và dịch vụ sao? Thì công ty kiếm được nhiều lợi nhuận, thì công ty chia. Nhưng các chị em phải nhớ được điều rằng là gì? Xác định trong đầu á, là nếu mà mình sở hữu rao quanh reward thì phải chờ vài năm đi, khi công ty lên thị trường á thì nó mới nhiều. Các chị vô ạ, chứ còn bây giờ là nó chia là nó tập cho chúng ta dần đi đó. Nó giống như kiểu mà chúng ta bỏ vào ngân hàng có 2-3 triệu á, mà các chị em thấy lâu lâu lãi ra được không phải mấy đồng đó, cái lãi đó giống như vậy đó. Các chị em thi nó thử bỏ 10-mấy triệu vô, các anh chị em mỗi tháng nhận được có mấy đồng mà các anh chị em nhìn đó, không đủ tô phở đó, đúng không? Ai mà có số dư của ngân hàng mà khoảng tầm 5-10 triệu, 3-4 triệu, các anh chị em sẽ biết được rằng là gì? Cái lãi ngân hàng chia cho các anh chị em biết là bao nhiêu. Nhưng các anh chị em phải nhớ điều này nè. Ở rao quanh, nó khác ở ngân hàng khi các anh chị em gửi ngân hàng. Đó là gì ạ? Đó là các anh chị em đang sở hữu tài sản của công ty, giống như các anh chị em đang sở hữu cổ phiếu của ngân hàng rồi đó. Được chưa? Các anh chị vô ạ. Ở rao họ không có hướng tới một người sở hữu thật nhiều, mà ở đây là chia sẻ cho nhiều người. 40% họ chia lại. Thì bây giờ vừa hỏi các anh chị, cái gì cũng phải có một khoảng thời gian. Xong bắt đầu lại có thêm một tư duy như thế này nữa mới buồn cười nè. À, mấy anh là phát triển hệ thống, mấy anh kiếm được rất nhiều tiền, mấy anh ăn đi chơi rồi này kia, rồi chắc là mấy anh lấy tiền của chúng tôi đi chơi. Đúng không ạ? Mấy ngày qua khi mà tổ chức sự kiện khắp mọi nơi á, sau đó là nhiều người nói vậy đó. Tiền đó là từ công ty chia, công ty trả hoa hồng cho chúng ta, cho hệ thống, để có công trong cái việc xây dựng cộng đồng. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè, khi Uber phát triển, nếu không có những cái người xây dựng cộng đồng cho Uber, những nhân viên, những ông bảo vệ, những cái người mà đi tuyển dụng, những cái người mà đi tìm nhân tài, những người đi kiểm tra xe, những người đi kiểm tra tài xế, những cái người mà suốt ngày lên mạng phải đăng đi tìm quảng cáo Uber, quảng cáo Grab, hay là ông Vượng đi, ông Phạm Nhật Vượng đi, ông muốn bán được một căn nhà thì sao vậy? Ông phải xây dựng một đội quân chứ, ông phải có tiền chứ, phải nhà đầu tư bỏ tiền vô trong Vượng, ông La Vượng lấy cái tiền đó đó để nuôi những cái người nhân viên, những cán bộ kinh doanh, phải xây dựng hết. Thì cái tiền đó đó, họ xây dựng cái nền tảng đó, xây dựng nó phải trả cho nhân viên chứ, cho nhân viên kinh doanh, cho những người đi làm, cho những người mà làm importer, cho những người, nói chung là cho cái nền tảng công ty đó. Thì bây giờ những người giống như Vũ đi thì cũng có khác gì một cái người mà đi làm giám đốc kinh doanh của ông Vượng đâu. Ủa chả lẽ là nhân viên của ông Vượng là không được công ty Vincom cung cấp cho một chiếc xe à? Không trả lương cho họ hàng tháng vài nghìn đô, vài chục nghìn đô để họ làm à? Các chị em hiểu ý chỗ này không ạ?
nên nhiều người nói trời ơi làm rau quanh là chỉ có mấy ông hệ thống mới có tiền thôi. Tất nhiên phải có thì mới làm chứ, đâu ai rảnh đâu mà làm không công. Vấn đề là công ty họ trả chứ không phải là các anh chị em trả. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không ạ? Chứ đừng có thấy người ta đi chơi chỗ này chơi chỗ kia rồi mình ngồi một chỗ mình ức chế, mình lãnh được ít quá rồi xong bắt đầu mình chửi, mình nói này nói kia, không công bằng, không này kia. Anh có làm gì đâu, thì tháng này anh chưa làm được nhiều thì anh chưa được, nhưng tháng sau anh làm được đi. Vũ cũng nói cho các anh chị em biết rồi này, từ mùng 2 tháng 6 tới bây giờ tổng cộng là có 8 sự kiện. Thì mấy tháng rồi, 6 tháng rồi, ngồi trong xe không có gặp ai hết. Đúng không ạ? Thì buồn quá, thì đi gặp mọi người phải tổ chức lên cho nó vui vẻ gặp nhau. Được không? Được chứ xong được. Đó là mình phải thấy được một góc nhìn. Thế thì mấy cái công ty của ông Vượng đó, suốt ngày tổ chức anh chơi đi chơi này chơi kia. Nhưng mà họ chia cho nhà đầu tư chưa? Khi ông Vượng chưa thành công thì ông vẫn đi ăn nhậu chứ, vẫn đi chơi chứ, vẫn cho cái toàn thể nhân viên tập thể của Vincom đi nhậu chứ, đi ăn, đi du lịch, ca hát chứ. Đúng không ạ? Chả lẽ các anh chị em đầu tư vô ông Vượng xong các anh chị nói thôi tụi bay không làm gì hết, ăn chơi nhảy múa không? Nó phải có vui chơi thì nó mới ra được nhiều khách hàng, nhiều nhờ, nó mới ra được nhiều cái công việc, rồi là nhiều kết quả hơn, có năng lượng hơn, người ta làm nhiều hơn. Thế thì bây giờ Vũ hỏi các anh chị đi, Vũ đi làm như thế này nè, có phải rằng là công ty rau nó sẽ thành công hơn không? Từ khi Vũ tham gia rau, công ty rau có 500.000 thành viên nè. Mà bây giờ Vũ làm trong vòng 6 tháng, rau có tới hơn 6 triệu thành viên. Các anh chị em đòi gì nữa? Thế Vũ làm thêm 6 tháng nữa, rau nó được mười mấy 20 triệu thành viên, ai là người giàu? Các anh chị em đó là giàu chứ ai giàu. Các anh chị em ngồi chơi không, các anh chị em bỏ vô rồi các anh chị em được hưởng lợi đó. Đúng không? Phải nhìn như thế thì chúng ta mới thấy được cái hay, thấy được cái giá trị lớn. Chứ ngồi mà cứ soi, thấy ông này đi chơi, ông kia đi chơi, chắc lấy tiền của tôi là được đi chơi đó. Không có. Đúng không? Hãy nhìn vào góc nhìn đó. Để làm gì? Họ đi chơi, họ có năng lượng, họ vui vẻ, họ đi về, họ phát triển công việc rau này tốt hơn. Thì khi công việc rau này nó tốt hơn, thì công ty nó sớm lên sàn chứng khoán. Mà khi sớm lên sàn chứng khoán thì các anh chị em có sở hữu rau quanh thì qua, các anh chị em cũng lời. Được không ạ? Được. Phải thấy nó ăn chơi, phải vỗ tay. Đúng không ạ? Phải vui. Mỗi ngày thấy mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người tham gia với rau thì phải vui. Chứ không phải mới bỏ tháng trước, tháng này chia lợi nhuận ít quá, chia sau ít xíu à. Nghĩ chán bỏ. Đi hỏi mấy ông Vượng đi, đi hỏi mấy cái công ty này, công ty các anh chị em sẽ biết được. Ok ha. Không, đúng là các anh chị em gặp một số người họ tư vấn sai. Nhưng trước khi các anh chị em trách những người đó, tất nhiên phải trách những người đó, bởi vì những người đó là những người nói với các anh chị em rằng là bỏ vô đây đi, rồi tháng sau á chia cổ tức, 3 tháng sau chia cổ tức á là 1 euro trên một rau quanh đó, reward trên một cái cổ phiếu của rau, là họ làm sai. Nhưng các anh chị em lại sao ạ? Thực ra các anh chị em không hiểu, các anh chị em cũng thấy khoái quá, các anh chị em cũng theo cái lời người đó. Ok ha. Còn ở đây các anh chị em, đôi lúc các anh chị em nhớ này, có rất là nhiều người đang nghe chương trình live stream này, rất là nhiều người không làm trong hệ thống của Vũ, Vũ biết. Nên là các anh chị em phải nhớ là khi các anh chị em làm công việc này, các anh chị em phải xem, xét theo coi thử coi ai đang làm, là người leader của các anh chị, ai là người giới thiệu các anh chị. Các anh chị em phải xem xét với họ. Có nhiều người họ dùng chiêu này chiêu kia để làm gì, họ quăng con giữa chợ. Có nhiều người họ chơi những cái trò rất là xấu. Đó là gì? Đó là thông qua các chương trình thưởng của công ty, thông qua cách sắp sơ đồ của công ty, họ lùa vô rất là nhiều. Đúng không ạ? Sau đó họ ăn hết, sau bắt đầu cái gì? Họ bày trò xong, họ bán. Đó, bán tài khoản.
tham gia có 99 đồng mà công ty thưởng cho 299 đồng. Thế thì bắt đầu đem đi bán 200 đồng. Khôn quá. Ở ngoài Bắc người ta gọi là khôn quá, cái làm kiểu đó quê cho đầy á, gọi là quê gì, cái câu gì đó mà ngoài ở phía Bắc họ hay nói, thì Vũ cứ nghe vậy thôi. Các anh chị em hiểu ý chỗ nào? Tham gia 99 đồng, công ty thưởng cho, tự động nâng cấp lên 299 đồng, bắt đầu chạy lên mạng đi rao khắp nơi, tôi bán 200 đồng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình được cái tài khoản 299 đồng, mình đi bán 200 đồng, bán không ai mua, bắt đầu là chửi. Cái văn hóa gì, văn hóa lạ lùng vậy. Đúng quá. Không tin các anh chị em xem. Bây giờ Vũ hỏi các anh chị nè. Rao chia cho các anh chị em vừa rồi á, nó nhỏ thôi, nhưng các anh chị em thấy không, họ chia cho các anh chị, nhưng nói nhỏ chứ không nhỏ các anh chị, nói nhỏ nhưng không nhỏ. Khi các anh chị xây dựng á, nó theo bộ số, từ 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 tháng này qua tháng nọ nó mới tăng lên, được chưa? Nó tăng từ từ lên. Nó khác ngân hàng là tháng nào nó cũng chỉ từng đó. Còn ở đây á là gì, dựa vào cái phát triển của công ty. Có thể tháng này mình nhìn nó nhỏ, nhưng có thể 3 tháng sau nhìn nó khủng khiếp. Nhưng nhớ, các anh chị phải nhớ được một điều rằng là gì? Từ xưa tới nay chưa có công ty nào trong ngành network mà có khả năng tạo ra cộng đồng nhanh như Rao One. Đó là sự thật các anh chị. Và từ xưa tới nay gần như chưa có công ty nào được lãnh đạo bởi những cái người mà có khả năng đã từng 20 năm qua đã từng tạo ra những công ty tỷ đô các anh chị. Gần như là chưa có. Và Rao One là một hiện tượng. Chính vì một hiện tượng thì cái khả năng thành công rất là lớn. Được chưa? Nên có những câu chuyện là gì? Những người này thành công đột xuất. Đột gọi là gì? Gọi là thành công mà ta nói là không tưởng. Bây giờ Vũ nói các anh chị nè. Ngày xưa có rất là nhiều người dạy cho người khác biết chơi Bitcoin, biết mua Bitcoin, biết chơi biết này kia. Suốt ngày đi chia sẻ khắp mọi nơi ở Bitcoin, mua Bitcoin đi, mua Bitcoin kia. Nhưng các anh chị em để đi. Phần lớn những người đi chỉ cho người ta chơi Bitcoin thì lại không kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà lại có những cái chị mà Vũ mới vừa gặp các anh chị. Ra ngoài Hồ Tây ngồi, ra ngoài ở đâu đó ở Hà Nội, ra ngoài đâu đó ở miền Tây, ra ngoài đâu đó ở Hà Long, ra ngoài đâu đó ở Vũng Tàu. Có nhiều chị, tài sản của chị ở Bitcoin lên tới vài trăm tỷ. Có người cả ngàn tỷ các anh chị. Bởi vì họ mua từ khi con số có 5-7 triệu các anh chị. Họ nghe thôi. Họ thấy nó hay. Họ không quan tâm tới chuyện chơi với chiếc. Họ cũng không quan tâm tới cái chuyện này chuyện kia. Họ cũng tham gia chỉ cho cách mua này cách mua kia và họ ôm. Ai la gì la. Thì sao? Bit nó lên. Họ lời. Họ lời khủng luôn các anh chị. Mà nhiều người các anh chị em đâu có biết đâu các anh chị. Các anh chị hiểu chưa? Ở Bit á thì ai mua cũng được. Các anh chị em muốn mua số lượng gần như bao nhiêu cũng có. Đúng không ạ? Gần như các anh chị em mua 1 Bit, 2 Bit hay 100 Bit, 1000 Bit anh chị em mua là có người bán. Nhưng ở Rao One, tài khoản của các anh chị em ở Titanium thì khi không khuyến mãi các anh chị em không thể mua thêm được nữa. Đúng không ạ? Với cá nhân tên của các anh chị em một tài khoản các anh chị em không thể nâng cấp lên được. Rồi bây giờ các anh chị em ở rồ thì các anh chị em không thể nâng cấp lên được. Đúng chưa? Trừ khi các anh chị em phải tạo ra một tài khoản khác. Vậy thì có phải khi tạo ra tài khoản khác thì có khác gì Facebook nói là tôi có 2 tỷ rưỡi người thành viên. Ok chưa? Chính vì tạo ra cộng đồng nhiều thì sao ạ? Nhiều người đúng không? Thì có nhiều thông tin hơn, chạy đâu cũng thoát được hết. Giống như kiểu mà các anh chị em á, có 5 số điện thoại thì có 5 cái Zalo vậy đó. Hoặc là ví dụ có mấy cái email là mấy cái email Gmail trên đó. Thì Google nó cũng nói tôi có được khoảng tầm là 2 tỷ người. 2 tỷ tài khoản. Thì có phải là gì? Có phải là các anh chị em tự để đi. Cứ càng ngày rao, cứ càng làm. Mỗi người một chút thôi. Nhưng mà sự thành công á, là sự thành công rất là lớn. Lớn là gì? Khi các anh chị em có công tạo ra cộng đồng lớn, các anh chị em kiếm được rất là nhiều. Bây giờ Vũ nói các anh chị em, ví dụ mình hay cứ dùng từ đầu tư. Thực ra ở Rao One nó không phải là đầu tư gì ghê gớm các anh chị.
Mà đầu tư nằm ở chỗ này nè, là các anh chị em tham gia xong các anh chị em xây dựng cộng đồng. Khi các anh chị em xây dựng cộng đồng là các anh chị em được tích lũy tài sản. Nên tại sao hệ thống Mai Rau Quanh luôn luôn nói các anh chị em nên tập trung vô cái chuyện xây dựng cộng đồng hơn. Bởi vì khi các anh chị em xây dựng cộng đồng có nghĩa là các anh chị em đang đầu tư 20% lại cái số tiền các anh chị em kiếm được vào Rau Quanh. Các anh chị nhớ, cái đó mới là cái quan trọng khi chúng ta làm Rau Quanh. Nên rằng là cái người nào mà các chị em bỏ tiền vô không á, thì tốt nhất các chị em hạn chế. Những người đó các chị em kiếm tiền được có một lần thôi. Nhưng khi các chị em xây dựng được cộng đồng thì các chị em được kiếm được nhiều hơn. Và đặc biệt các chị em có thể tích lũy được nhiều Rau Quanh hơn. Hiện tại bây giờ có nhiều người á, họ xây dựng cộng đồng họ có thể có được 50.000 Rau Quanh, 100.000 Rau Quanh, 200.000 Rau Quanh, 500.000 Rau Quanh, 1 triệu Rau Quanh. Thì sao ạ? Thì có phải rằng là trong tương lai họ sẽ được chia nhiều không? Mà lúc nào họ cũng được chia hết. Thì khi mà công ty lên thị trường đi, các anh chị em thấy giá lên ví dụ 1 gấp 1 lần, 2 lần, 3 lần gì đó, thì các anh chị em có thể bán, các anh chị em kiếm lời. Nhưng hệ thống tạo ra, các anh chị em vẫn kiếm được thu nhập. Đó mới là cái mà chúng ta cần phải thấy được cái cơ hội ở Rau Quanh. Chứ đừng có nói rằng là gì, tham gia Rau Quanh 99 đồng rồi chờ 3 tháng nó trả cho cổ tức một được 50 Rau Quanh đúng không? Rồi 3 tháng sẽ được 50 Rau Quanh, được 50 cổ tức, được 50 gọi là 50 euro. Cái điều đó không phải các anh chị. 99 đồng nó là một cơ hội, một chiếc chìa khóa để mở ra cho chúng ta có được một cơ hội để chúng ta làm việc. Có một cơ hội để chúng ta tham gia vào một cộng đồng, chúng ta có thể mua vé. Chẳng hạn như bây giờ nè các anh chị. Hiện nay công ty đã mở ra rồi đó. Các anh chị có thể mua vé sự kiện vào ngày 4 tháng 7 các anh chị. Một vé như vậy chắc có lẽ 1 euro, 2 euro gì đó. Nhưng mà khi các chị em mua vé đó, các chị em có cơ hội trúng một bit. Hoặc là nhiều chương trình đi du lịch, đi châu Âu nào đó. Hoặc là nhiều sản phẩm này, sản phẩm kia. Giống như vừa rồi các chị em thấy có một người ở Việt Nam đó. Tham gia có 99 đồng à. Đúng không? Trong một cái sự kiện mua cái vé có 2 đồng à. Trúng được một bitcoin. Một bitcoin của ngày lúc đó. Anh tham gia mua trúng á. Là một bitcoin vừa rồi nó chỉ giá là hơn 10.000 đô. Anh nó tham gia 99 đồng. Nhưng mà tham gia sự kiện anh mua một cái vé là sự kiện 2 euro. Nhưng mà các anh chị em có cơ hội trúng được bao nhiêu à? Được 10.000 đô. Vừa được xem live stream của công ty rất là hoành tráng. Học hỏi được tiếng Anh này. Xem ảo thuật này. Xem được chuyên gia đào tạo hơn 2 tiếng đồng hồ. Được chưa? Rồi tháng vừa rồi live stream đẹp không? Đẹp. Hơn 2 tiếng đồng hồ nghe ca sĩ hát. Tùm lum hết, nghe được ảo thuật gia, nghe được đào tạo, nghe được những người chia sẻ thành công trên thế giới. Miễn phí. Tháng này thì có phí. Khi mà có phí thì có cơ hội trúng số. Và các anh chị em có biết rằng là cái sự kiện đầu tiên Việt Nam trúng 10 mấy 20 người. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Rồi sắp tới các anh chị em vào rau đúng không? Họ xây dựng nhiều sản phẩm, các anh chị em có cơ hội để lược lọc ra được những sản phẩm tốt để các anh chị em xài. Còn nếu mà các anh chị em tham gia ngoài kia, các anh chị em không phải nằm trong cộng đồng, các anh chị em không muốn bỏ 99 đồng thì các anh chị em đi ra ngoài kia, các anh chị em có thể chơi chỗ này chỗ kia. Nhưng sao? Nó không có sự chọn lọc. Ở Rau Quanh nó sẽ có sự chọn lọc, nó có sản phẩm và dịch vụ. Thì sao ạ? Thì mình bỏ cái phí vô để làm gì? Để người ta chọn lọc cho mình cái sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất. Và đảm bảo hơn là cái tài khoản đó nó an toàn. Nếu mình KYC xong thì nó an toàn cho chính mình. Được chưa? Được. Facebook, các anh chị em tạo ra một tài khoản Facebook, người ta có thể lấy mất, hack mất. Nhưng mà tài khoản của Rau thì khi các anh chị em KYC xong rồi, đảm bảo xong rồi, có người tuyến trên, tuyến dưới biết hết rồi, thì đố mà ai lấy được của các anh chị. Đúng mà. Cái đó các anh chị phải thấy được vấn đề. Ok ha. Ôi, 99 đồng là cơ hội lớn lắm các anh chị. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ nghĩ nó to như bánh xe bò, nên rằng là gì? Nên là chúng ta nặng lòng. Nặng lòng thì chúng ta không làm được các anh chị. Hãy giải thoát nó ra đi, suy nghĩ ra đi. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Ok ha. Đó là cái vấn đề. Các anh chị em thử đi. Các anh chị em muốn gia nhập vào câu lạc bộ của BNI đi. Tổ chức mà mấy cái tổ chức mà doanh nhân đi. Các anh chị em muốn ly kinh doanh, các anh chị em muốn tham gia vào tổ chức chứ.
Các anh chị em đi kinh doanh mà các anh chị em chơi một mình thì chỉ có chơi với dế thôi, không ai thành công được hết. Đúng không? Các anh chị em đi kinh doanh các anh chị em phải bỏ tiền tham gia vào tổ chức này, nhóm này, câu lạc bộ doanh nhân này, doanh nhân kia, câu lạc bộ tài năng trẻ, câu lạc bộ này kia. Ủa các anh chị em đi vô những câu lạc bộ các anh chị cũng phải tốn tiền gửi xe vậy. Đúng không? Rồi tốn tiền phí ngồi phòng đó nữa. Mấy trăm nghìn chứ ít đâu. Các anh chị em tham gia vào rao, các anh chị em có nguyên một cái chương trình đào tạo của công ty đầy đủ hết. Mà Vũ nói thật các anh chị, khi các anh chị em tham gia vào rao, các anh chị em được Vũ chia sẻ này. Thật ra nha, từ đầu mùa tới cuối mùa mà các anh chị em nghe Vũ chia sẻ, các anh chị em thay đổi được rất là nhiều thứ các anh chị. 99 đồng mà các anh chị em được Vũ chia sẻ, nó thật các anh chị, kiến thức với từng đó kiến thức và kinh nghiệm trải nghiệm à. Vũ nói thật các anh chị, là các anh chị có thể trở thành một ông trùm luôn các anh chị. Nói sự thật. Nhưng mà nếu các anh chị em có cơ hội đạt được director, hoặc là các anh chị em có cơ hội giới thiệu được hai người mà hai người đó mà họ yêu quý hệ thống Mai Ra Quanh này, thì các anh chị em còn có cơ hội ở nhà lãnh tiền. Hệ thống website nó làm hết rồi. Và điều này nó đã chứng thực các anh chị. Điều này nó đã chứng thực. Nên các anh chị em phải nhớ cái điều đó. Cái lớn, cái hay là nó nhiều thứ lắm. Đừng có nhìn vào cái số tiền 99 đồng đó. Vũ nói thiệt các anh chị, Vũ mất cực kỳ nhiều tiền các anh chị. Vũ, lúc mà Vũ sở hữu một hơn 1.000 tên miền đó, toàn tên miền đẹp thôi. Cuối cùng á, Vũ tạo ra biết bao nhiêu là website, hàng trăm, hàng ngàn website rồi các anh chị. Trong hơn 10 năm qua, tốn biết bao nhiêu thứ. Đi mua cái này, mua cái kia, mua cái nọ. Để làm sao cho nó tốt đẹp nhất. Cuối cùng chỉ giữ lại được có hai tên thôi các anh chị. Đó là hai tên cuối cùng thôi. Mà bây giờ là hai cái tên đó là phục vụ cho các anh chị đó. Nhờ hai cái tên đó đó mà bây giờ các anh chị em mới có thể có được một hệ thống lớn như vừa qua của Mai, của hệ thống Rao Quanh. Như thế. Đó là tự do tài chính.com và tự do thời gian.com. Bản thân mỗi ngày Vũ vẫn quảng cáo cho các anh chị vậy. Mỗi ngày xe Vũ vẫn chạy vòng vòng trên đường, mà Vũ không chạy thì Vũ cho tài xế chạy khắp mọi nơi. Có phải Vũ đang đi quảng cáo tự do tài chính.com? Họ vô đó họ đăng ký là nằm trong hệ thống của các anh chị đó. Không nằm trong hệ thống của anh chị thì nằm trong cái tuyến trên của các anh chị, rồi cuối cùng nó cũng rớt xuống cho các anh chị đó. Các anh chị em hiểu ý không ạ? Rồi xây dựng những chương trình này, chương trình kia, quảng cáo myrauwanh.com, myrauwanh.com, myrauwanh.com. Xây dựng chương trình Hồ Tràm bỏ ra tiền tỷ đó, 8 sự kiện qua cũng bỏ ra cả tiền tỷ đó các anh chị. Tiền túi đó các anh chị, không phải tiền của công ty đâu, tiền túi cá nhân không đó. Không cá nhân của người này thì của người kia đó các anh chị. Để làm gì đó? Để mục đích là giúp cho nhiều người thành công hơn. Mục đích là làm sao Việt Nam nó mạnh, nó phát triển ra khắp thế giới để sau này á, Việt Nam nó hưởng được nhiều nhất có thể. Bởi vì chúng ta đi tiên phong thì sau này chúng ta được lưỡng lợi. Các anh chị em hiểu ý chỗ này không? Đó là cơ hội ngàn năm có một đó các anh chị. Mà cơ hội lớn nhất cho hàng chục nghìn người Việt đó là gì? Trong lúc đại dịch của thế giới, mọi thứ bị phá vỡ, mọi thứ bị đóng băng và hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp đã bị phá sản. Thay vì các anh chị em ngồi một chỗ, các anh chị em không làm gì, các anh chị em buồn chán trong mấy tháng qua, với 99 đồng các anh chị em vẫn có thể nghe được live stream của một người chia sẻ trên chiếc xe hơi. Những kiến thức này, kiến thức kia chỉ cho rất là nhiều người đạt được kết quả thành công. Thì còn đòi gì nữa? Đúng không? Mà trước khi đại dịch Vũ còn cho mọi người đi chơi du lịch miền Tây này, đi Ninh Bình này, rồi cho đi ăn uống tiệc này tiệc kia trong mấy thời gian qua này. Biết bao nhiêu là tiền các anh chị? Đúng không? Có nhiều người đến nỗi bây giờ này, có nhiều người tham gia 99 đồng. Nói thật nha, dẫn vợ dẫn con đi tới một bữa tiệc, ăn uống hết bữa, hết mất bà 99 đồng rồi. Tiền nữa của anh chị đâu ra vậy? Các anh chị em vẫn được hưởng rao mà rao thu tiền mà. Nhưng các anh chị em tới một bữa tiệc ăn trong một cái khách sạn 5 sao, các anh chị em đâu có đi một mình. Khôn lắm, có nhiều cô chú khôn lắm, có nhiều bạn khôn lắm. Tham gia có 99 đồng mà nghe tổ chức ăn tiệc ở khách sạn 5 sao full hết. Nghe tới đi chơi một cái thôi là đi cả nhà luôn. Các anh chị em biết là chương trình ngày trước Vũ tổ chức ở miền Tây các anh chị. Các anh chị em tham gia 99 thôi, Vũ cho đi chơi miền Tây cả ngày.
ăn uống ca nhạc, đi du lịch này kia, thuyền xuồng này kia. Một cái tour như thế mấy trăm nghìn. Rồi Ninh Bình cũng vậy. Một cái chương trình Ninh Bình là hơn 850 nghìn. Vũ bao hết, ai tham gia 99 đồng Vũ cho hết. Tiền đâu ra vậy? Mà đến nỗi có những người khôn đến mức mình có mình tham gia cái 99 đồng mà dẫn luôn cả chồng đi, rồi hoặc vợ đi, rồi dẫn luôn cả con đi luôn. Thế ngồi cộng lại đi biết bao nhiêu tiền, to hơn cái số tiền của mình làm nữa. Số tiền mình tham gia công ty nữa. Ở ngoài Bắc vẫn kêu là khôn thế, quê choa đầy, quê tôi đầy, quê tớ đầy. Đúng ạ. Đó là sự thật các chị. Ok ha, đó là Vũ muốn chia sẻ để cho các anh chị em thấy được rằng là gì. Đó, đó là những cái mà chúng ta cần phải chú ý. Không phải ai cũng muốn lấy tiền của các anh chị em đâu. Ở rau nó không muốn lấy tiền của các anh chị đó. Chứ mà nếu mà nó lấy tiền, nó lấy còn nhiều hơn nữa các anh chị. Nó sẽ mở ra cho các anh chị em mua gói mấy chục ngàn đô, mấy trăm ngàn đô, mấy triệu đô. Thì các anh chị em thấy nó hay quá, các anh chị em vẫn bỏ vô. Nhưng ở rau họ đâu có cần đâu các anh chị. Nếu mà Vũ khôn thì Vũ đâu cần phải đi tổ chức này tổ chức kia đâu. Công ty có khuyến mãi thì các chị em tham gia cũng được mà. Đúng không? Có nhiều director, có nhiều người tâm huyết lắm các chị. Họ đổi đời được, họ tâm huyết. Họ muốn giúp đỡ cho hệ thống quá. Nhưng mà có nhiều người khôn quá, muốn trục lợi những cái điều đó, muốn trục lợi những điều tâm huyết đó. Họ cũng sợ vậy. Đó là sự thật. Mà bởi vì từ xưa giờ Vũ làm, Vũ gặp rất là nhiều rồi, nên là Vũ thoải mái, không có vấn đề gì cả. Bởi bây giờ Vũ đâu có cần đâu. Có hoa hồng thêm cũng chả giải quyết vấn đề gì. Sự thật mà nói, có thêm cũng được, có không có cũng chả sao. Nên á, các anh chị em phải hình dung rằng là gì. Vũ đã khóc cho cái đất nước này rất là nhiều. Bởi vì sống nhiều nơi Vũ thấy rồi. Mục tiêu lớn cao cả, các anh chị em thấy đi. Tại sao từ xưa tới nay không bao giờ chưa làm những cái chuyện, tất nhiên vẫn có, nhưng mà nó không có gì ghê gớm. Nhưng mà tại sao trong cái thời kỳ dịch bệnh thì Vũ lại làm tốt nhất? Sứ mệnh đó các anh chị. Mười mấy năm đeo đuổi từ dân tới cái đại dịch thì sao ạ? Giúp biết bao nhiêu người có công ăn việc làm. Các anh chị phải nhớ này, có việc làm nó giúp cho các anh chị em khỏe mạnh hơn, có tinh thần hơn, có hy vọng hơn. Mà đến nỗi mà có rất là nhiều người họ thay đổi cuộc sống, họ mua biết bao nhiêu căn nhà. Từ khi Rao Quan xuất hiện, có biết bao nhiêu người đã có nhà, có xe, có cửa, có công ăn việc làm, có niềm vui, được đi chỗ này, đi chỗ kia, được giao lưu, được học hỏi. Tại sao chúng ta không thấy? Và các anh chị em có biết rằng là gì, đằng sau lưng hệ thống Việt Nam này là ở khắp thế giới hơn 100 nước tham gia vào trong hệ thống Việt Nam. Được chưa? Đó là cái anh chị cần phải chú ý ha. Vũ sẽ không thêm nói thêm nữa đâu. Tại vì trong nhiều thời gian Vũ cũng đã chia sẻ rồi. Để cho các anh chị em thấy cái hay của Rao. Nhưng cái hay của Rao là một chuyện. Các anh chị phải nhớ này. Một công ty nó hay là một chuyện thôi. Nhưng nếu mà không có một cái người leader, một cái người hiểu được chuyện, một cái người mà tâm huyết, một cái người mà gì muốn góp một cái gì đó lớn lao hơn, và những con người leader cùng đi theo họ cũng có suy nghĩ như thế, thì sao? Thì đừng có mơ có công ty có tốt đằng trời, các anh chị em cũng không thể thành công được. Thiếu gì công ty tốt? Nu Skin tốt không? Tốt. Lô Hội tốt không? Tốt. Amway tốt không? Tốt. Vision tốt không? Tốt. Có cả trăm công ty đa cấp trên thế giới tốt không? Tốt. Các anh chị em hình dung ạ. Cái câu chuyện nó nằm ở nhiều thứ khác. Bao nhiêu công ty tốt các anh chị em đã thấy rồi mà. Ok ha. Tốt chưa đủ đâu các anh chị. Công ty tốt chưa đủ đâu. Nó quan trọng nhất là cái người dẫn dắt. Và quan trọng hơn là cái những đằng sau lưng, cái hệ thống của những người dẫn dắt đó. Nó còn những cái ý tưởng, những cái sự đóng góp, những cái cá nhân thầm lặng, những con người này, con người kia. Và ngày hôm nay Vũ đang muốn xây dựng lên những cái con người đó thông qua những cái chương trình hàng tháng. Các anh chị em hình dung ấy ạ. Nói rằng là bây giờ hàng tháng Vũ sẽ tổ chức một những cái chương trình. Vũ không tổ chức, Vũ thuê công ty tổ chức. Thuê công ty VTA Invent, Media Invent gì đó, tổ chức. Bởi sao? Trung lập hơn. Không liên quan tới Vũ. Được chưa? Và lâu lâu thì Vũ xuất hiện đó, Vũ chia sẻ. Không có thì có resident khác, không có director khác. Để chúng ta làm việc một cách trung lập hơn. Cách tiền vô. Đó là cái mà Vũ đang hướng tới. Để làm gì ạ? Để chúng ta
gặp gỡ nhau, giao lưu nhau, chia sẻ những kết quả của chúng ta. Để làm gì? Để giúp cho nhiều người khác thành công hơn. Ok chưa? Ok ha. Đó là một cái lệnh. Các anh chị phải nhớ một điều này. Nếu không có hệ thống, nếu không có luật lệ, nếu không có những con người dẫn dắt có tâm, và quan trọng hơn, đó là gì ạ? Có sự định hướng cụ thể, rõ ràng và trung lập, được chưa? Thì đừng có mơ mà các anh chị em có thể xây dựng một cái công, xây dựng một cái sự nghiệp gì đó. Có tạo ra được một hệ thống tốt thì mới có khả năng giúp cho nhiều người thành công, các anh chị. Các anh chị em hình dung, chứ còn chơi một mình á, anh chị em thành công thôi, được chưa? Chỉ có mình anh chị em thành công thôi, chứ người khác không thể thành công được. Nên những ai mà không nằm trong hệ thống Mai Rau Quanh, hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Cái nhóm của các bạn á, nó có dẫn dắt các bạn thành công không? Hay là chỉ vì cho các bạn được những đồng này, đồng kia, giảm cốt này, giảm cốt kia, cho bạn một chân, cho bạn này kia. Nó chỉ cho bạn thôi. Chứ người của bạn, bạn đâu có đâu mà cho họ. Ok chưa? Nên các chị phải suy nghĩ kỹ đi. Khi làm một cái gì á, thì hãy nhìn thấu đáo hơn để thấy những cái giá trị lớn lao. Ok. Rồi một lần nữa, Minh Vũ xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em thành viên của cộng đồng Mai Rau Quanh, có một lời chúc sức khỏe, và quan trọng hơn, chúc tất cả các anh chị em sớm thấy được những cái giá trị lớn hơn, được chưa? Cùng với hệ thống Mai Rau Quanh và Rau Quanh, được chưa? Để cùng nhau đồng hành phát triển cái công việc này nó tốt hơn. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta làm tốt thì cái sự lan tỏa của chúng ta ra thế giới nhiều, và lúc này chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều nguồn lợi nhuận từ khắp thế giới đổ về Việt Nam. Các chị phải lưu ý này, hiện tại bây giờ thế giới đang mâu thuẫn rất là lớn, được chưa? Mâu thuẫn về nhiều yếu tố các anh chị, đảng phái, chiến tranh biên giới, được chưa? Virus, chiến tranh tiền tệ, rồi nhiều nguồn tư tưởng, hệ thống tôn giáo, rất là nhiều các anh chị. Nên á, cái lúc này là cái lúc mà các anh chị phải nhìn được vấn đề. Các anh chị vô ạ. Nên là gì? Bỏ nhiều tiền quá cũng không tốt, được chưa? Ok ha. Và cứ lao hết chỗ này chỗ kia cũng không tốt, mà nên hãy chọn những cái gì đó mà vừa phải thôi, vừa sức. Và quan trọng hơn rằng là gì? Học hỏi mỗi ngày và bám sát theo những cái người mà họ có tâm, có thấy vấn đề. Có nghĩa là gì? Các anh phải kiểm chứng. Khi các anh chị em làm một ai đó, các anh chị em phải xem xét, chứ đừng có vội vã. Đừng có vội vã. Các chị em phải làm việc, phải có hệ thống, chứ không phải là tự dưng cái ai đó cho các chị em cái là các chị em nhau vô. Bởi vì khi các chị em nhau vô xong á, là người ta khóa chân các chị. Hiện nay có rất là nhiều nhóm, nhiều người, những cái người mà họ trục lợi á, họ đưa các chị em vô chồng để các, họ khóa các chị em lại đó bằng cách là gì? Các chị em cây quay si xong, các chị em không chạy đâu được hết. Lúc này các chị em bơ vơ nằm đó, còn chết hơn nữa. Ok chưa? Nên á, là gì? Khi các anh chị em đi làm, các anh chị em phải thấy được xác định lâu dài. Nếu các anh chị em chỉ là gì mua để đó thôi thì không sao, nhưng các anh chị em xác định xây dựng, cùng làm để xây dựng hệ thống lớn hơn và giúp cho nhiều người khác thành công hơn, thì các anh chị em nên tham gia vào một hệ thống, vào một nhóm, được chưa? Và hệ thống Mai Rau Quanh là một cái hệ thống rất là tốt, có nhiều director. Và Vũ nói luôn, những ai là manager 1 sao, 2 sao, 3 sao hay director 1 sao, 2 sao và 3 sao, sau một khoảng thời gian, nếu mà Vũ phát hiện ra những cái người nào mà họ không đi theo tiêu chí đó, mà theo kiểu mà giống như chụp dịch, thì Vũ sẽ cắt họ. Họ không sẽ xuất hiện trên trang mairauanh.com hoặc là trên một cái, trên những cái đường dẫn từ khắp nơi trên thế giới đổ về Mai Rau Quanh, thì Vũ sẽ sao? Tách họ đi. Được chưa? Thì lúc này sao? Chúng ta từ từ thanh lọc những cái người tốt nhất, những người có tâm tốt nhất và những người là gì có trách nhiệm tốt nhất, để làm sao để giúp cho cộng đồng nó tốt đẹp hơn. Ok. Còn về cơ bản, khi các anh chị em phải nhớ một điều rằng là gì, chúng ta luôn luôn mong muốn làm nhiều điều tốt nhất, nhưng lâu lâu vẫn xuất hiện những cái người chống phá chúng ta, những người đã phá chúng ta, những người mà gì họ không thể mời chúng ta đi làm những thứ khác,
Nên sao ạ? Nên họ phải tìm những cái này dội ngược thông tin chúng ta để làm gì, tác động chúng ta để chúng ta bỏ cuộc để đi làm với họ. Có những con người như thế các anh chị. Ok, thì lời cuối Vũ muốn nhắn gửi các anh chị, khi làm một cái gì đó hãy suy nghĩ thật kỹ, được chưa? Phải nghe thật kỹ, nghe rõ ràng, và quan trọng hơn, khi đã nghe rõ ràng, hiểu rõ ràng, tham gia phải làm việc hết mình, phải có trách nhiệm trong những cái gì mình làm và những gì mình nói. Ok ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Chúc tất cả các anh chị em ngủ thật ngon. Và hẹn những manager 1 sao, 2 sao, 3 sao, director 1 sao, 2 sao và 3 sao, resident 1 sao, 2 sao và 3 sao ở Hồ Tràm. Và xin báo các anh chị rằng là nếu mà các anh chị em lần sau các anh chị em lên những thứ hạng kế tiếp, hoặc là những anh chị em đang ở coordinator, hoặc là các anh chị em mới mà tháng sau các anh chị em lên được manager, thì hẹn các anh chị em ở Phú Quốc hoặc một nơi nào đó trên nước Việt Nam, hoặc nơi nào đó trên khắp thế giới trong những tháng kế tiếp. Ok, bye bye, chúc tất cả các anh chị em ngủ thật là ngon. Bye bye.